mấy cái pha một mỏng một quần sọc đùi rất là xinh giùm em luôn. Rồi, hello chị Yến Trần, hello, hello mọi người nha. Rồi lên kia cái mặt lên luôn mấy chị ơi. Thôi hôm nay like nhanh nha mấy bà nha. Hôm nay like nhanh lắm mấy chị. Ai like lắm lên không thì qua mẫu hết trơn á. Rồi, áo em đang may mà chị nha, 35.000 áo giùm em thôi mấy bà chị ơi. 35.000 cho em thôi nha mấy bà nha. Đây, em có màu nè mấy chị. Màu trắng nè ha. Cái màu này là màu màu trắng nè, màu đỏ và màu đen giùm em. Rồi áo thun cổ bẻ Burberry, thun cổ bẻ Burberry giùm em nhớ bà chị nha. Rồi mẫu này nhà em là 35.000 một áo ha. Em có màu trắng nè, màu đen với lại màu đỏ giúp em thôi. Chỉ có 35.000 một áo giùm em thôi mấy chị ơi. Ai lấy áo màu nào thì giúp em màu đỏ kèm sổ giúp em luôn nha mấy bà chị nha. Phone này là siêu xinh, cái chất vải nó rất là co giãn lắm mấy chị khỏi lo. Vải là siêu co giãn giùm em luôn. Nó rất là đẹp cho bà chị luôn ha. Burberry dán dài giùm em, mặc quần sọc, mặc chân váy, mặc cái gì cũng đẹp hết. Ai lấy áo thì giúp áo kèm sổ giùm em luôn. Rồi hôm nay về cho bà chị một cái mẫu, hello chị Phương Đỏ. Về cho bà gái một cái mẫu quần, một cái mẫu quần rất là dễ thương luôn. Chia sẻ live chia cho mấy nha mọi người nha, chia sẻ live chia giúp em luôn ha. Ê chị ơi, áo 35.000 áo giùm em luôn chị. Ai thích màu nào giúp em màu đỏ kèm sổ giúp em thôi. Rồi, hôm nay là chuỗi của về cho bà chị cái mẫu quần này nè. Cái mẫu quần này rất là đẹp không mấy chị ơi. Đây. Quần em đang mặc nha mọi người nha. Form này cái chất vải nó rất là co giãn giúp em. Vải nó siêu co giãn luôn mấy chị, rất là co giãn thiệt sự luôn nè mấy chị coi nè ha. Em đã bài chế nè. Đây, em đang bầu nha mọi người nha. Đây cái vải của nó nha mấy chị nha, hàng kaki. Cái quần này là quần hàng kaki giùm em. Cái vải của nó nè mấy chị nè. Trời ơi nó co giãn dễ sợ không? Đó, co giãn thoải mái luôn nên mấy chị mặc lên cái form của nó sẽ rất là đẹp luôn ha. Hai dây bên hông này nó đang chéo dây mấy chị, về mấy chị chịu khó mấy chị đan dây vô giùm em. Còn không thích thì mấy chị khỏi đan dây cũng được ha. Đó, rồi cái phần này nè mấy chị đẹp nè. Đó nó có rất nhẹ giùm em ha. Nó rất nhẹ, hơi hở nhẹ một tí xíu như thế này giùm em luôn. Rồi, áo em đang mang là 35.000, quần em đang mặc chỉ có 45.000 thôi. Ba size giùm em. Ba size giùm em nha mấy chị nha, S, M và L giùm em luôn. Tầm điều lấy quần size nào mình chốt giùm em size đó. Còn nếu như mấy chị không biết mặc size nào thì mấy chị cứ lên cho em xin cân nặng với lại chiều cao ha. Em sẽ lấy size cho mọi người khỏi lo cái vấn đề đó luôn. Thiệt sự là cái quần này rất là đẹp luôn mấy chị, nhưng mà chỉ có 45.000 thôi, áp dụng chia sẻ live stream cho em luôn ha. Rồi Phương Đỏ lấy áo đủ nè, áo này dễ thương xỉu luôn mấy bà ơi. Áo này rất là xinh luôn đó mấy chị, chia sẻ live stream giúp em ha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mọi người ơi. Nè Phương Đỏ lấy áo đủ nè, ok la nè ha. Rồi lên cho em cái mẫu quần này đi mấy chị, quần rất là đẹp luôn. Quần này nhà em là 45.000 đó mấy chị coi nè, cái dáng quần ha, quần là quần lưng cao giúp em. Quần là quần lưng cao giúp em, dáng quần kaki, mẫu này chỉ có 45.000 một quần thôi. Cái dáng form lên dáng siêu xinh giùm em ha mấy bà chị ha. Rồi, ai lấy quần size nào chốt nhanh giùm em size đó kèm sổ giùm em luôn. Quần này em về được số lượng rất ít nha mấy chị, về được rất ít luôn. Đó, 3 size SML giúp em nhóm chị, cái quần co giãn lắm mấy bà chị ơi. Bình thường những cái dáng này em không có mặc lên form được đâu. Phương Đỏ em chốt đủ màu cho gái yêu rồi nha. Rồi ok, Phương Đỏ cho áo đủ màu cho bà gái rồi. Áo 35 lẻ, áo xỉ là 30 lẻ là 35.000. Đó, áo này là bán đầu livestream nó bán cho bà chị giá rất là mềm luôn. Không mua thì tiếc, gán chịu thôi. Hàng này là hàng len gân giúp em ha. Cái búp Burberry đây là em theo trực tiếp lên cho mấy chị luôn. Kiếm mua cái áo hàng theo này mà giá rẻ là không bao giờ có đâu chị ơi. Thiệt sự không bao giờ có đâu ha. Rồi, lên cho em cái dáng quần luôn mấy chị. Sắp vô hè rồi mấy bà. Đang sắp vô hè rồi, đó. Đang chuẩn bị là hả, thời tiết nóng nực rồi bà gái ơi ha. Rồi mua cho em cái phân quần này luôn. Mình về mình phối với lại cái gì cũng xinh luôn ha. Sơ mi nè, áo nè, áo kiểu, áo hai dây gì lên cũng đẹp hết. Mà chỉ có 45.000 một quần giùm em thôi. Ba size giùm em ha khách ơi. S, M và L giúp em luôn. Quần này là siêu xinh cho mấy chị. Cái chất vải này em nói thiệt luôn, nó co giãn lắm luôn mấy bà. Co giãn lắm chị thấy em nè. Em mặc cái quần này mấy chị ơi, đây nó co giãn như thế này cho mấy chị nè. Lên là khi mà nó đặt mới là mặc lên vé này mới thiệt sự luôn á trời. Tuyệt vời ông mặt trời cho em luôn ha. Rồi Phương Đỏ lấy một ri cho Phương Đỏ luôn. Trời quần này đẹp lắm mấy chị. Không mua là tiếc mà chỉ có 45.000 thôi khách ơi. 45.000 nè. Nó rẻ còn hơn bèo nữa. Phạm Minh Vy lấy quần size S với lại một áo đen. Rồi tình yêu lấy quần size nào mình lên cho em size đỏ. Áo màu gì mình lên cho em màu đỏ luôn. Cái màu áo đang mặc là tại vì bán đầu like thì mới bán cho bà chỉ là 35.000 thôi nha. Chứ còn bình thường mẫu này không có giá đâu mấy chị ơi. Và cái áo này nó có độ co giãn, dáng áo là dáng áo dài giùm em nha khách, dáng áo dài giùm em ha. Thanh Thủy một áo đen em chốt luôn. Áo về cho em được 3 màu, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Mình thích màu nào thì mình cứ lấy giùm em màu đỏ kèm sổ thôi nha mấy chị nha. Rất là dễ thương luôn. Đây mấy chị coi dáng áo dài nè. Đó cho bà chế nào mà mình mặc lên mình không có thích mặc rất tốt thì mình mua cái này cho em ha. Mình mặc lên nó không có bị hở bụng giúp em luôn. Rồi 35.000 một áo thôi. Áo 35 quần 45.000 3 size SML nha. 3 size
nào thì chốt nhanh giùm em luôn, mà chỉ có 45.000 thôi khách ơi. Chia sẻ livestream giùm em ha mọi người ha, để mình mua hàng với giá cực kỳ rẻ cho mấy chị đẹp luôn. Đó, nhớ là chia sẻ like giùm em cho mọi người nha. Rồi quần ai lấy nữa thì chốt giùm em kèm số giúp em luôn nha. Bông chuông lấy một cái quần size L ok cho bông chuông đang mặc luôn đi thăm. Quần size L cho bông chuông nè, ok. Chị nào mà không biết mặc size nào đó cứ can đảm comment giúp em cân nặng với lại chiều cao nha. Cân nặng với lại chiều cao em lấy size cho cứ yên tâm. Quần là em bao cho mấy chị mặc luôn. Quần là ba mặc giùm em nha mọi người nha. Áo đang mang 35.000 thì mình lấy nữa thì chốt giúp em luôn. Cái áo này đẹp cực kỳ luôn, nó thiệt luôn trời, cái chất nó đã lắm mấy chị. Cái chất nó đã mà cái form của nó cũng rộng rãi thoải mái cho mấy chị nữa. Cái dáng là dáng của bạn nhẹ giùm em nè ha. Rồi, ai lấy quần chút quần, ai lấy áo chút áo kèm sổ giúp em luôn, em qua mẫu cho mấy chị ha. Bữa nay em về một cái mẫu set đồ bộ rất là dễ thương luôn mấy chị. Em lên cái form bộ ngó cho mấy cục cân nè. Ở đây có mẫu đầm suông nữa, đẹp cực kỳ luôn á, dễ thương lắm. Đây, rồi lên cho em một cái mẫu bộ ngố nha khách ơi. Đây chị yêu ơi, bộ ngố trái cây giùm em, bộ ngố trái cây giùm em nha. Trời ơi, cái bộ ngố này đẹp banh sát quá chị ơi, banh sát banh nhà lòng chợ giùm em luôn. Rồi Phạm Minh Vy, rồi ok, một áo đỏ một áo trắng cho Phạm Minh Vy nè. 43kg bao bận gái ơi, yên tâm đi, mua về mặc là ông tu dừa giùm em luôn. Tại vì cái hàng này em là co giãn, em làm lên hàng phi size cho mấy chị nha. Anh ta chừng đây có đầm bà ơi, có đầm nha bà gái, có đầm cứ yên tâm luôn. Trời ơi, đầm với đồ bộ nha em là một kho tàng luôn nha bà. Rồi lên trên cái bộ trái cây mấy chị, bộ trái cây là giá rẻ hú hồn nha, bộ trái cây là giá rẻ hú hồn giùm em luôn nên mấy bạn gái ơi. Sỉ mẫu này là 40 giùm em, sỉ là 40 nha, lẻ là 55.000 một bộ. Xét bộ trái cây, trời ơi hôm nay về màu là siêu hot cho mấy chị luôn. Rồi Phạm Minh Vy chốt áo cho bà gái rồi, chia sẻ like giùm em nha mấy chị, chia sẻ like giúp em nha mọi người nha. Đây cái quần của nó đó chị đẹp nè, siêu co giãn giùm em luôn. Đây ha, áo lên cho em nguyên một cái hình trái trái chanh như thế này luôn. Cái bộ trái cây này đang rất là hot hit giùm em luôn các bà ơi. Cái mẫu này em về cho bà chế được 4-5 màu ha, 5 màu bộ trái cây 55.000 một bộ thôi, rất là đẹp giùm em luôn mấy chị ơi. Đây ha, em có màu vàng mấy chị nè, cái trái nó màu gì thì cái quần nó lên cái màu đỏ giùm em ha, trái màu gì lên quần màu đỏ luôn. Rồi 55.000 một bộ là nguyên một cái bộ với cái áo với cái quần cho mấy chị luôn, xét bộ ngố mà chỉ có 55.000 thôi là quá rẻ nha mấy chị. Rồi em có màu vàng nè, rồi màu này là màu tím pastel đang rất là hot luôn nha mọi người, màu tím pastel giùm em luôn. Màu hồng nhạt, màu hồng nhạt, màu cam và màu này là màu hồng đậm giùm em. Ai thích màu nào chốt giùm em màu đỏ kèm số giúp em luôn. Bộ này mới thiệt sự với mấy chị luôn là siêu đẹp, siêu đẹp luôn nha cả nhà nha. Rồi ok luôn nè chị gì, chị Yến chờ lấy bộ đủ màu em ok cho bà trẻ luôn. Chờ cái bộ này nó vừa đẹp mà nó vừa rẻ giùm em luôn nha bà trẻ nha, vừa đẹp vừa rẻ giùm em, siêu siêu xinh nha mấy chị. Form này là 60 cân, mấy chị mặc thoải mái giùm em luôn, 60 cân mặc thoải mái luôn nha. Hạnh Lê lấy đủ màu cho Hạnh Lê nè, em có thiệt bộ này rất là đẹp luôn, siêu xinh. Trời ơi vừa rẻ vừa đẹp, 55.000 à mấy chị, có 55.000 à. Trời ơi em nói thiệt luôn á, không bằng một cái vé xem phim nè mấy chị ơi, nó quá rẻ quá xinh giùm em luôn ha. Mua hàng thì mình ráng mua hai sản phẩm giúp em để em đi đơn được cho mấy chị đẹp luôn nha. Quần nè mấy chị, đó co giãn chưa, form siêu xinh này mà còn chần chừ gì nữa ta ơi, lên màu giùm em luôn ha. Rồi em có màu là màu hồng đậm nè, màu hồng nhạt nè, thấy không, màu hồng nhạt, màu cam, hồng đậm, hồng nhạt, màu cam, màu vàng, màu tím pastel, màu vàng và màu tím pastel giùm em luôn. Trời siêu dễ thương luôn đó, vàng, hồng, tím, hồng đậm, vàng nè, hồng nè, tím nè, hồng đậm nè. Rồi ok nè, cho phương đỏ nè. Áo chị mặc 35.000 nha bé, áo chị mặc có 35.000 nè cục cưng ơi. Thêm một cái màu cam cho Hạnh Lê nè, ok cục bé bé ok bà trẻ luôn. Rồi form này từ 40-60kg mặc vừa giùm em, áo đang mặc là có 3 màu 35.000 thôi. Đó đây nè, màu đen, màu đỏ với lại màu trắng em đang mang nha. Lấy màu nào mình chốt giùm em màu đỏ. Thêm hai bộ hồng cam, thêm hai bộ hồng cam cho Hạnh Lê luôn nè. Rồi ok tình yêu luôn, 55.000 nhanh tay thì mình có hàng giùm em nha. Ngọc Linh lấy bộ hồng đậm em chốt cho Ngọc Linh nè, bộ này siêu xinh nha mấy chị, bộ này nó thật sự luôn là siêu xinh siêu đẹp giùm em luôn, có 55.000 một bộ thôi ha, nguyên một set giùm em luôn. Không có tay dài cổ lõ như chị Kim Hồng ơi, nhà em không có tay dài cổ lõ thì chị đẹp nha. Rồi ngố 55.000 nha mấy bạn, chỉ ngố 55.000 một bộ thôi, rất là đẹp luôn. Form là 60 cân mặc thoải mái từ 40-60kg giùm em ha, lên màu cho mấy chị đẹp. Đây Trần Công luôn 1 ray, trời bộ này đẹp quá luôn, sắp chắc hết luôn quá.
Trần Công Lu 1 ly. Rồi, nhanh tay thì còn hàng, chậm tay là hết hàng nha. Sỉ 40 lẻ 55 ngàn nha. Áo trắng đang mặc chị Nắng Mai, ráng mua 2 sản phẩm giùm em nha chị yêu ơi. Đó, Nắng Mai một áo trắng đang mặc em ok luôn. Em lên màu nha mấy chị nha. Hồng đậm, hồng nhạt và màu cam, còn cũng 3 màu duy nhất. Hồng đậm, hồng nhạt và cam giúp em. Siêu rẻ, siêu đẹp luôn, không mua là uổng, ráng chịu nha. Thu Thủy ơi, màu hồng đẹp xỉu luôn, mày không lấy hồng mày khùng không vậy? Màu hồng nó đẹp banh xác lên nhà lòng chợ luôn, mày không lấy hồng mày có bị làm sao không vậy con quỷ? Lấy hồng đi bà, bắt buộc phải lấy. Hồng đẹp, hồng xinh nha. Rồi, còn đúng 3 màu giùm em thôi nha. Hồng, cam và hồng đậm. Hồng, cam và hồng đậm ha. Thích màu nào chốt nhanh màu đỏ luôn. 55 ngàn. Không đẹp, không lấy tiền nha mấy chị. Không đẹp mà không lấy tiền cái bộ này cho em luôn. Thu Thủy. Rồi, lên màu giùm em mấy chị ơi. Lên màu giùm em luôn. Quá dễ thương luôn rồi mấy bà ơi. Quá xinh giùm em. Hồng đậm cho Văn Như Phụng nè. Hồng đậm cho Văn Như Phụng, chắc còn bộ cuối cùng quá. Đây hồng đậm chị Văn Như Phụng em ok nè. Thu Thủy lấy đủ màu ok rồi đấy nha em ơi. Rồi ok. Thích màu nào chốt em màu đỏ liền nha. 55 ngàn. Văn Như Phụng có hồng đậm chưa? Văn Như Phụng có hồng đậm cho chị đẹp rồi. Em còn cam, còn hồng nhạt chứ lại còn hồng đậm nha. Bây giờ em sẽ lên form mấy chị ơi, cam còn đúng bộ một thôi. Cam còn đúng một bộ một luôn. Hôm nay hàng rất là ít. Nên là hôm nay em like nhanh. Lên đặt hoa chưa dậy, mới lên chưa có kịp gì hết trơn hết trọi à. Là hỏi rồi. Chưa có lên, mới vô à gái ơi. Mới vô à bà ơi. Lên hồng giùm em đi mấy chị, hồng nhạt nè. Trời cái hồng này đẹp xịn xuất sắc luôn. Em lên cái màu hồng này cho mấy chị nè. Màu hồng, màu cam. Màu hồng, màu cam chứ lại hồng đậm nha. Hồng cam và hồng đậm nha mấy chị ơi. Rồi ok. Chút chút hàng gửi chưa? Hả? Gửi rồi em yêu ơi. Chút chút hàng đi rồi nha bé Bi ơi. Chút chút hàng đi rồi. Trời bộ này siêu xinh mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn, bộ này là tao nói nhức nách luôn mấy chị ơi. Vừa rẻ vừa đẹp luôn. Phân 60kg mấy chị mặc thoải mái giùm em nha. Bữa nay hàng về ít lắm mấy bà. Thiệt sự luôn á. Tại vì bữa giờ dịch nè mấy bà trẻ nè. Bên nhà lọ không có công nhân người ta làm luôn mấy bà trẻ. Không có công nhân người ta làm luôn mấy bà ơi. Không có thợ may luôn á. Ai Nắng Mai mua hàng lên xíu thợ giùm em. Không có thợ may làm luôn bà ơi. Nên là họ hàng bữa giờ nó cạn kỳ đó mấy chị. Cái gì cũng thiếu hết trơn. Đồ ăn, thức uống, vải vóc, đồ này kia bà. Không có về được luôn. Cửa khẩu nó đóng hết trơn rồi. Vải vóc đồ này kia không có về hàng được cho mấy chị luôn. Đó là bữa giờ em ra hàng cho mấy chị rất là hạn chế luôn á. Đó. Rồi Diễm Nhi là đi rồi. Bé Phương Diễm Nhi là đi rồi. Em đi quay rồi. Còn màu hồng đậm. Nhanh tay cái bộ này đi. Bộ này đẹp xỉu mấy chị. Bộ này dễ thương lắm luôn nha. 55 ngàn. 55 ngàn một bộ cho em thôi. Bao đẹp bao rẻ luôn ha. Đảm bảo cho mấy chị luôn. Không đẹp không rẻ không lấy tiền luôn. Cái bộ này giùm em luôn á. Đây. Đó. Màu hồng đậm. Màu hồng nhạt và màu cam. Trời ơi cái bộ này tao nói thiệt nhức nách. Bộ này đẹp dữ lắm. Đẹp mấy chị ơi. Đây nè coi nè ha. Trời ơi đâu ra kiếm bộ này 55 ngàn mấy chị. Phơm 60 cân mặc thoải mái. 60kg mặc thoải mái giùm em mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Trời ơi nhức nách nha mấy bà ơi. Chia sẻ like giùm em nhớ là mua hàng chia sẻ like giùm em nha mọi người nha. Rồi lên màu cam mấy chị. Nãy giờ chưa có mở cái màu cam nào cho bà gái coi phải không? Tôi nói thiệt lên màu cam là hú hồn nha. Phương đỏ bỏ màu vàng, bỏ màu hồng nhạt ra ok em. Tôi nói thiệt không lấy cái màu hồng nhạt là hối hận luôn á. Màu này ở ngoài rất là hot luôn và cái hình ở trên like, cái hình đang hot nhất là cái màu hồng này luôn nhớ bà. Nè, con nè màu hồng xinh lắm luôn. Ở ngoài màu rất là đẹp em nói thiệt. Đó, lên la là màu nó hơi chảo xíu xíu với bà ơi, chứ ngoài xinh lắm luôn nè mấy bà. Rồi màu cam còn đúng bộ một. Đó, màu cam giùm em nha, cam lửa. Siêu xinh luôn trời, mấy cái bộ này đang hot muốn xỉu luôn á. Đây, màu cam, màu hồng. Màu cam, màu hồng và màu hồng đậm giùm em nha. Thích màu nào chốt nhanh mẹ màu đỏ luôn. 50 ngàn bộ. 55 ngàn bộ chứ lộn. 55 ngàn. Vô một cái là hổ liền, hàng từ đem lên cái mặt của chúng ta ơi. Hàng đâu có nhiều đâu. Cái móc của tao hết trơn trời ơi trời.
gì? Ờ gái ơi, xảy 30 cái nhưng mà mẫu mỗi mẫu thêm 3.000 cho tôi nha. Mỗi mẫu thêm 3.000. Cọc 500.000 nha gái. À Linh Ngọc là Phạm Phượng cái lấy nha bé, ok chị nè. Thạnh Lê thêm một bộ cam nữa, rồi còn đúng hai màu hồng đậm với hồng nhạt thôi là hết. Hồng đậm hồng nhạt thôi là hết nha. Nè cái này cho con gì á? Tiều đi, trong khoảng tiều 3 bộ đi. Nắng mai xả đơn thì bỏ ra đi. Nắng mai xả đơn bỏ ra đi. Nè nè nè, lấy bộ này nè bạn. Nắng mai xả đơn nha. Rồi bộ đang mặc còn màu hồng cuối cùng. Ai lấy thì chốt giùm em kèm số luôn. Hôm nay về bộ dễ thương lắm. Nè nó nghe cái bà ơi, em nó nghe nè. Bộ mối này em còn có 2 bộ à. Khách hỏi quá trời luôn, đâu có hàng đâu. Trời giỡn lú ra được 2 bộ mấy chị. Đây nè, màu đen ở đâu rồi ta? Bộ này em còn 2 màu nha mấy chị nha. Màu hồng, màu vàng có lại màu đen 50.000 à. Rồi bộ mối 50.000. Bộ mối 50.000 màu vàng có lại màu đen giúp em nha. Hoa cúc. Bộ hoa cúc này nhà em bữa giờ nó em không có hàng bán luôn mấy chị, em không có hàng bán bộ hoa cúc luôn á. Rồi ai lấy hoa cúc chút, hoa cúc kèm số giúp em luôn nha. Rồi lên che cái mã này. Hồng đầm vàng cho bé heo
Rồi còn đúng ba màu cuối cùng là hết nha. Còn đúng ba màu cuối cùng là em hết với chị. Chờ cái đầm đẹp xuất sắc mấy bà ơi. Cái đầm đẹp xuất sắc luôn mấy bà. Cái dây này mấy chị, cột đằng trước hay cột đằng sau gì do mình thôi nha mấy bà nha. Maximum hơi bị hót luôn mấy chị. Hai dây phối cường giùm em, hai dây phối cường giùm em luôn mấy bà. Rất là sang chảnh luôn. Ngọc Linh có hồng mấy chị đẹp rồi. Cái đầm có 75.000 mấy chị, nó rẻ còn hơn bà dầu nữa mấy bà. Nó rẻ còn hơn bà dầu nữa thiệt luôn á. Đâu ra kiếm cái đầm 57 là 75.000. Trời trời nó hú hồn gì đẹp banh sát. Bà đẹp dữ lắm luôn. Xuân Trần, bà lấy bộ màu gì? Dạ bà lấy màu gì? Bà nói đi, lát hồi tôi coi tôi có ai. Tôi bỏ tôi lấy cục thủy qua cho bà bộ cho bà Xuân Trần ơi. Rồi, đầm hoa hai màu nha, rất là xinh luôn. Trời ơi. Đây bà ơi, coi này màu trắng nè. Đây ha, màu hồng ha, rất là xinh mấy chị ơi. Ngân Nguyễn một đầm hồng có cho Ngân Nguyễn luôn, trời 75.000 nha. Đầm này có mút luôn, đầy đủ phụ tùng nha. Đó, cái này là bay lắc không có sợ bị rớt hàng nha bà. Rồi, Hương Kelly một màu hồng, Hương Kelly một màu hồng. Rồi còn đúng ba màu. Màu vàng, màu trắng và màu hường giùm em ha, hường còn gái luôn. Trắng đẹp có mấy chị, trắng rất là sang chảnh luôn. Đó, chỗ cái này mấy bà ơi. Tôi nói mặc đi biển nha mấy bà, lả lướt ha mấy bà ha, lên trên đó là tượng nàng có lộn, nàng tiên cá thôi, mắc cạn không đó. Màu gì cũng được, phong rồi ok, Su Trần lát lấy cho bộ bà ơi. Su Trần có rồi hả? Bộ nào? Bộ hoa cúc á. Có chưa? Rồi Phạm Minh Vy có màu đen, yên tâm, bộ hoa cúc có màu đen nha. Một đầm hoa màu hồng em Phạm Minh Vy là sao? Chế bỏ cho em 50 màu đen, lấy một, trời mày ngựa quá. Một lần cuối cùng nha, không thì tao bán cho mày nha, con quỷ. Rồi Phạm Minh Vy cái cuối cùng nha, không có chốt được nha bé. Đội đội trấn đội hàng chị nha, tội nghiệp quá à. Rồi ok. Rồi xung dần một cái đầm trắng. Rồi Trần Khối Lương, Trần Khối Lương một cái đầm trắng, còn cái vàng. Trời ơi. Ủa mày sao vậy Thanh, nó lấy mà Thanh. Chế bỏ 50 màu đen, em lấy một đầm hoa màu hồng. Nó có hai bộ, bỏ một bộ, bỏ cái gì nữa. Bộ hoa cái này bộ trái cây. Thì hồi nãy tao chưa có bỏ vô. Hồi nãy tao chưa có bỏ vô bộ đen, hiểu chưa? Tao chưa có bỏ vô bộ đen cho nó. Hiểu không? Lại tao không bỏ ra gì hết á. Cái bộ đen tao bỏ qua cho người khác rồi. Rồi. Có nghĩa là hàng nó như vậy luôn đó, không bỏ cái gì ra hết á. Đầm vàng cho bông chương đang mặc luôn. Xong hết. Không bỏ ra gì hết á, tại cái đầm chương lên. Trần Khối Lương hết đầm hồng em ơi, Trần Khối Lương có hồng nha. Rồi bông chương lấy đầm vàng đang mặc. Đầm chương lấy đầm vàng đang mặc rồi xong. Còn cái da trắng cuối cùng hết. Mày bớt nói đi, im ngay đi. Rồi lấy màu trắng giùm em. Còn cái trắng à, bé heo ơi, còn cái trắng này em. Rồi Phạm Minh Vy của em là không có bộ đen ha Cúc. Đổi lại cái đầm hồng rồi nha. Ok giùm chị cho em yêu. Không có chốt thêm cho ba bé nữa đâu nha bé ơi. Hàng em nhiều lắm rồi đó, không có đổi hàng nha em. Đổi hàng tao xả hết hàng này ra luôn đó, tao để cho người khác đó bé. Nhiều hàng. Rồi lên cho em cái đầm trắng với chơi, đầm trắng giùm em luôn. Nay like ổn chứ chị, tao biết tao chích liền. Mày có ổn chưa, mày có ổn mà tao like ổn đó bay. Trời đất ơi. Rồi còn cái trắng giùm em. Còn cái trắng cuối cùng là hết nha. Ai lấy trắng chút trắng kèm sổ luôn. Còn cái trắng cuối cùng mấy chị ơi. Hốt giùm em nữa bà. Qua mẫu. Lên cho em áo kiểu mấy chị. Áo kiểu hoa nè. Bữa nay có bộ sexy mà không biết còn được nhiều không nữa. Thiệt luôn á. Rồi. Ai lấy đầm nữa chút đầm giùm em luôn. Còn cái trắng lấy bà hốt giùm em coi. Lên đầm hoa có. Chưa chị, chưa em yêu. Mới lên có mẫu đầm hoa, em yêu. Mới đầm lên cái đầm hoa đầm ngọc trai thôi à. Mới lên có một cái một đó, hết luôn rồi đó. Rồi còn cái một trắng đang mặc ai hốt thì em luôn không. Rồi qua mẫu nha. Lên áo bông. Siêu xinh luôn, rồi. Áo bông bẹt vai đó chị, bẹt vai lên tay đều được luôn. Cái này mặc hai dáng nha.
bàn vai lên tay đều được hết ha. Cái mẫu này nhà em xỉ là 38, lẻ cho bà giá 50 ngàn thôi, 50 ngàn một áo ha. Mẫu này nhà em có 4 màu, 5 màu, 4 màu, 4 màu giùm em thôi nha mấy chị. Lên bàn hoa có chun chưa chị nè, trả lời rồi nè bà ơi. Rồi, lên trên cái mẫu áo hoa, trả hoa này hot lắm mấy chị, áo hoa này xuyên xinh luôn. Đây, form bẹt vai giùm em lên tay đều đẹp hết, 50 ngàn cái thôi. Màu xanh, màu trắng, màu hồng và màu vàng, xanh trắng hồng vàng giùm em ha. Ai lấy màu nào mình cứ tự tin lấy giùm em, màu đỏ kèm sổ luôn ha. Bộ 50 ngàn áo thôi mấy chị, 50 ngàn. Em sẽ lên màu trắng cho bà gái coi siêu sang luôn. Màu trắng nè, màu xanh nè, màu vàng và màu hồng giúp em. Trắng xanh vàng hồng, thích màu nào chốt màu đỏ luôn. Áo 50 rồi mấy chị ơi, nó rẻ lắm mấy bà ơi, dễ hơn cực kỳ, dễ hơn cho em luôn nha mấy bà. Bây giờ sẽ lên cho bà gái màu trắng đi ha, trắng đẹp trắng sang mấy chị ơi, rất là cân cho em luôn mấy bà gái ơi. Rồi, áo này đẹp lắm mấy bà. Đó, áo bông, áo bông bông nè mấy chị ơi. Lên cái mẫu này chung lại chân váy giùm em nha. Em lên cái mẫu này chung lại chân váy cho bà gái luôn, siêu xinh. Đó, đây. Lên áo lại chân váy giúp em luôn. Chắc bị lắc nữa rồi hay sao vậy bà? Bị lắc nữa hả? Có bị lắc không? Đằng còn cái này có ai hút giùm em không trời? Đằng còn cái trắng mấy chị ơi. Phương độ đủ màu không trắng, ok la. Đằng còn một cái trắng này bà gái ơi, có bà gái nào hút giùm em không vợ? Dễ thương đi nha mấy bà. Ok, phân đổ lấy áo đủ màu, không trắng. Anh hỏi cái gì nhiêu? Dễ thương lắm luôn á trời. Phong để mặc được hai dáng nè, mặc bẹt vai hoặc là lên tay đều đẹp hết nha. Đủ màu không trắng với phương đỏ nè. Rồi còn được ba cái. Ok bà gái, có ba màu. Rồi hiện tại em có bốn màu nha mấy chị nha. Màu trắng trời có màu hồng hoa nhí mấy chị ơi. Cái màu hồng mấy chị lên hoa nhí nè, xinh lắm, xinh luôn. Xinh cực kỳ xinh nha. Phong này mấy chị mặc được hai dáng nha mấy bà gái. Bẹt vai hoặc là lên tay đều đẹp giúp em luôn. Mẫu này mấy chị có thể phối chân váy nè. Hoặc là gái bỏ màu ra cũng đẹp luôn. Bỏ ra cho như thế này cũng xinh luôn nha mấy bà trẻ nha. Dễ thương lắm luôn. Áo trên tường 35 ngàn, chị em vụ ơi. Áo trên tường 35 ngàn, áo đang mặc 50 ngàn giùm em luôn. Rồi em có màu trắng nha mấy cục cưng ơi. Màu trắng nè, màu hồng nè, màu vàng và màu xanh. Trắng hồng vàng xanh giùm em. Trời lạ lùng xùm chứ áo bông mà không lấy ta. Áo bông mà không ai lấy giùm em vậy ta, kỳ vậy ta. Rồi lên màu giùm em mấy chị, xinh lắm, xinh mấy bà ơi. Đó, có bốn màu à, có bốn màu cho nhóm chị đẹp nha. Ai thích màu nào cho em màu đỏ kèm sổ giúp em luôn. Áo hoa nhóm bà trẻ, áo hoa nè, áo hoa bên người nè mấy bà trẻ ơi. Rồi màu xanh dễ thương lắm bà gái, màu xanh siêu đẹp luôn á. Rồi em có màu vàng nha, màu hồng nha, năm không trắng cho Hạnh Lê, áo đủ màu cho Ly Nguyễn, con thấy chồng minh luôn hay thiệt chứ. Nè Ly Nguyễn nè, Hạnh Lê nè, mấy chị màu trắng Hạnh Lê yêu ơi. 1, 2, 3, 4, 5 cho Hạnh Lê nè. Đó, áo này dễ thương quá trời, dễ thương luôn á. Chứ có 50 ngàn à, có 50 giùm em thôi nha các bạn trẻ nha. 1, 2, 3. Ok. Rồi ai lấy áo màu nào nó chốt em màu đỏ luôn. Áo trên tường còn mấy màu thế bà ơi. Áo hồng cho vợ Nguyễn Thùy Lê. Áo hồng cho vợ Nguyễn Thùy Lê, ok nè. Em có màu trắng nha, trời màu trắng sang muốn chết luôn, thiệt luôn trời. Không màu nào lên cái form mà đẹp như màu trắng chị ơi, sang cực kỳ sang giùm em luôn. Rồi màu vàng, màu trắng, màu hồng, hồng còn cái nha, hồng còn cái thôi, lấy thêm hồng một chút hồng giùm em. Vàng cũng xinh lắm. Chị Linh Khanh em hết màu xanh rồi chị Linh Khanh ơi. Em hết xanh rồi, em còn hồng vàng với trắng là chị đẹp. Linh Khanh em hết xanh nha chị nè, em còn mấy cái là chị đẹp, hốt luôn giùm em đi. Dễ thương lắm nha chị gái ơi. Rồi đá ra ngoài kỳ vậy trời, thiệt luôn á, có lên được bảy mấy người đó đá à, không biết bị gì nữa bà ơi. Rồi ai lấy áo một chút áo giùm em luôn nữa nè. Trời trời này, cái áo éo dữ ta. Rồi chân váy nó 60 ngàn em còn nha mấy chị nha. Mẫu này nhà em có túi nè, mẫu này nhà em có túi.
của mẹ luôn với bà cả nha. Mẹ lên xem cá bông ngày hôm qua đó chị. Áo nơ chứ, áo nơ này còn được cái gì, được mấy cái rồi mấy chị ơi. Hôm qua mẫu áo nơ này em xíu chị nào nè mấy chị gái ơi. 50. Rồi, cái áo nơ đẹp xuất sắc. Áo nơ đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Rồi, áo nơ 40.000. Trắng hầm hoang nhỉ chị Yến Trần. Yến Trần là cái trắng nè, hồng nè, trời, hai cái có 100.000 rẻ muốn xỉu luôn đó là gái ơi. Còn trắng vàng nha, còn trắng vàng giùm em luôn. Áo đang mặc còn trắng vàng hai màu, thích màu nào cái màu đỏ luôn. Rồi lên xem cái mẫu này với chị, áo hai dây, áo hai dây dễ thương lắm đây ha. Áo hai dây vải thun gom, chị có cái tay của nó nè, trời uống hồn luôn á. 40.000, 40.000 một áo thôi. Mẫu này ngày hôm qua em về em không đủ hàng chi cho mấy chế luôn á. Gì vậy Trần cũng luôn màu hai là gì vậy? Áo đang mặc cái hả? Trần Công Lu màu 2 nè. Ly Khanh áo hồng. Ly Khanh lấy áo hồng hả? Đổi cái hồng đi rồi. Rồi hết rồi, Ly Khanh hết hồng rồi chứ ơi. Ly Khanh hết hồng nha. Rồi lên cho em áo nơ mới chị. Áo nơ 40 mới chị ơi. Ừ. Chốt cho em áo nơ 40.000 giùm em thôi mấy chị. Em có 3 màu ha. Màu hồng nu nè. Màu hồng nu, màu trắng, màu đen. À Trần Công Lu lấy áo dây hả? Ok Trần Công Lu. Để cho Ly Khanh có áo hồng á. Nè Trần Công Lu lấy màu 2. Ủa ngày hôm qua em bán cái mẫu này chưa? Trần Công Lu ngày hôm qua em bán mẫu này chưa vậy? Tao không nhớ nha bay ơi. Có màu vàng vô. Có màu vàng. Nè Trần Công Lu màu 2 nè, ok nè. Rồi áo 40 nha mấy chị. Rồi còn 2 màu trắng đen em hết. Áo còn đúng 2 màu trắng đen em hết mấy chị. Dễ thương lắm mấy bà ơi. Dễ thương kinh khủng khiếp luôn mấy bà chị. Đây áo tay nơ, áo tay nơ phòng giùm em luôn. Trời cái mẫu này đúng dễ thương. Trời cái này đang rất là hot hit luôn á chị. Siêu hot giùm em luôn nha. Đó, mẫu này 40.000, 40.000 cái à. Rồi còn đúng 2 màu, một đen chị Hạnh Nguyễn, rồi còn 2 cái trắng. Còn 2 cái trắng. Mẫu này về 2 đợt luôn mấy chị, đẹp ghê luôn á thiệt á. Đẹp cực kỳ. Đó, còn 2 cái trắng nha. Ai trắng chốt trắng giùm em luôn, trắng nha mọi người ơi. Trắng giùm em nha khách ơi, còn 2 cái. Xin xỉu. Nay tôi like cái mẫu nào còn một cái hai cái trơn trời ta. Kỳ vậy ta. Trời ơi bẩn này lên không xỉu nữa thôi. Bẩn này lên mẫu đẹp nữa thôi mẹ ơi. Nó y hình luôn á trời. Nó y hình cho em luôn á chị. Rồi còn hai cái trắng cuối cùng. Y hình cho em luôn. Đó. Mẫu này là hình như con bé mẫu này nó bận cái quần jean. Quần jean như sao á. Quên mất tiêu rồi. Rồi còn hai cái trắng giùm em mới chứ. Áo 3, áo 40 nhầm. Áo giùm em nhớ bạn chế nha. Còn hai cái trắng giùm em mới chứ ơi. Mẫu này xinh lắm luôn. Mẫu này cưng cực kỳ. Mẫu này rất là đẹp luôn á. Rồi ai lấy màu nào chốt em màu đó kèm sổ luôn. Áo giùm em nha. Áo giùm em nhớ chị nha. Còn hai cái cuối còn. Trời áo này dễ thương lắm luôn á chị. Cái lần này là hàng lên gân nè. Đó nó có độ co dạng ha. Hai cái tay của nó đó bây giờ chị. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp ha. Đó. Phố dây nắng dùng cái viền ren. Cái ren rất là sang chảnh cho mấy chị luôn. Lên cho em quần sọc hết sảy của bà bảy. Lên quần sọc chung với mấy bà gái coi nè. À đây áo một chút áo nha mấy bà nha. Còn hai cái trắng. Rồi lên quần. Rồi bữa nay về quần mẫu này đẹp xuất sắc luôn. Lên được cái bảy mấy người lại đá văng ra không mà chén ghê luôn vậy. Đâu chốt cho mày nữa mày ơi. Hàng của cân nhiều quá rồi cho mấy chốt thêm nữa đi bé. Rồi lên quần giùm em mấy chị ơi, trời quần đẹp xuất sắc của mấy chị. Quần này em về cho ba chế được 2 màu nè. Về cho em được 2 màu nha, màu đậm màu nhẹ. Đây, quần sọc jean, quần sọc đùi giùm em. Đó, dễ thương kinh khủng luôn. Sọc đùi lưng cao nha mấy chị nha. Mẫu này nhà em về được 2 màu. Sọc đùi lưng cao, sảy 65. Quần đủ size cho phun đỏ. Lấy đậm hay lấy nhẹ? Lấy nhẹ đi, nhẹ đẹp lắm. Phun đỏ, quần đủ size nè, ok la nè. Đó siêu xinh nha mấy chế đẹp nha. Rồi quần này nhà em có 2 màu, màu đậm và màu nhạt nha mấy chế nha. Ai lấy quần màu nào chốt giùm em màu đỏ kèm sổ giúp em luôn ha. Quần này nhà em là chỉ có 80.000 một quần thôi, 3 size SML. Rồi ok nè, phun đỏ lấy màu đậm nè anh ơi, màu đậm cho nó đi nè, phun đỏ lấy màu đậm nè. Ok em yêu, quần này là siêu xịn sò giùm em luôn. Đó đậm và nhạt giùm em nha mấy chế nha. Rồi em lên form nha mọi người ơi, bà đang mặc áo trắng nên là em sẽ lên màu đậm cho bà chế ha. 70.000 một quần. Có lộn 80.000 một quần giá lại cho em. 80 một quần giá lại cho em nha mấy bà. Ai lấy màu
phân quần jean quá hot. Hai cái nhạc Trần Công Lô, hai cái nhạc cái Trần Công Lô quá dễ thương luôn mấy chị ơi. Lên phong giùm em nha. Chân máy đang mặc toàn hàng nha mấy chị, chân máy đang mặc toàn hàng cho bà trẻ luôn. Rồi lên phong mã này, đâu biết còn mặc được không nữa nè, cái bụng nó bự quá rồi. Ba size SML xỉ 65-80 giúp em nha mọi người ơi. Ok, vẫn còn được với chế luôn. Trần Công Luân là chuyện phản chị nha bé. Rồi lên màu giùm em chị ơi, quần sọc đùi giúp em nha khách ơi. Đây, đó, mẫu này nha em 80 nha mấy chị. Cho em xin màu mọi người ơi. Quần Hương, Hương Quỳnh một quần S nè, đậm S nè, ok cho Hương Quỳnh luôn. Quần này nha em có hai màu nha mấy chị nha, đậm và nhạt giúp em mấy chị ơi. Đậm và nhạt giúp em nha mọi người nha. Quần này siêu xinh mấy chị, có 80 ngàn một quần thôi. Đó, ai lấy quần size nào chúc em size đó nha mọi người nha. Kiểu quần đẹp xuất sắc quá chị. Quần này xuất sắc với bà gái luôn nè. Đó, cái quần này nó lên cái mạc nè mấy chị. Đẹp ghê hồn luôn, bà gái phối cho em một cái bảng màu nha mọi người. Phối cho em một cái bảng màu siêu dễ thương luôn. Đó, chốt nhanh giùm em liền ha. Sọt đùi màu nhạt. Chị ơi, cho em xin cân nặng chiều cao chị Thanh Khôi Lương ơi. Cho em xin cân nặng chiều cao hoặc là cho em xin size giùm em nha tụi em. Đó mấy chị ơi, mấy chị lấy quần mấy chị chốt size nha mấy chị đẹp nha. Kèm cân nặng là chiều cao cho em lấy size cho mọi người cũng được luôn ha. Quần nhà em là bao hàng, hàng này nhà em là chuẩn shop cho mấy chị yêu luôn ha, chuẩn shop cho em luôn mấy chị, xin chưa. Đó em đang đang bầu là gã mẹ em lên cái phong quần quá đẹp luôn. Rồi nhâm tay có hàng giùm em mấy bà ơi, nhâm tay có hàng giùm em nha. Chỉ có 80.000 một quần sọc đùi thôi, rất là dễ thương cho bà trẻ luôn. Đó xin chưa, màu đậm và màu nhạt cái em mọi người, đậm và nhạt cái em. Em đang mặc màu đậm nha khách. Quần là quần lưng cao mấy chị, ai mấy chị có thể mặc theo kiểu mà bỏ xuống cũng được. Còn mấy chị thích kéo lên mấy chị săn lai cũng được nữa. Xinh lắm luôn ha. Chị Thanh Khôi Lương ơi, cho em xin cân nặng với lại chiều cao hoặc là xin size giúp em nha tình yêu ơi. Rồi đó nó lại bị địch ra nữa bà ơi, lên khoảng chừng 80 người đã địch. Nó lắc à, nó lắc nó văng người ra à, chán ghê luôn á. Em lên khoảng chừng 80 người mấy bà ơi là nó tự văng mấy bà trẻ ra luôn, thấy không? Cứ được 80 người thôi hoặc là 70 mấy người thôi là bắt đầu mạng nó yếu, nó văng tùm lum tùm la, xỉ em ra hết trơn, văng hết luôn, chán ghê không. Rồi mấy chị coi lại được chưa, coi lại giùm em được chưa mấy bà trẻ ơi. Trời, cái quần đẹp xuất sắc luôn trời. Áo còn thứ hai còn màu đen thôi nha, lộn, áo còn màu trắng giúp em thôi nha mấy cục cân. Quần là quần lưng cao giùm em mấy chị, quần là quần lưng cao giùm em nè. Trời, quần đẹp lắm luôn á trời. Tại giờ em hết mặc cái phone này vừa rồi, em hết mặc cái vàng này vừa rồi, chứ mà em còn mặc vừa với bà gái ơi là đẹp lắm luôn á. Cái lưng của nó là lưng cao giùm em nha mọi người nha, không phải lưng ngắn đâu, không phải lưng thắt đâu, đừng lo nha bà, không phải lưng thắt đâu. Quần siêu đẹp luôn, xỉ 65-80, hai màu. Cái này em có đăng hình cho mấy chị đẹp rồi, có đăng hình nha. Rồi Thanh Khôi Lương nè, đó có được ừ, nhưng mà nó được tám mấy người là nó bị vậy à. Sai là chị Thanh Khôi Lương nè, ok chị đẹp luôn, trời quần này dễ đẹp xuất sắc luôn trời. Ủa quần sọt màu nhạt S với L luôn hả? Chị Thanh Khôi Lương lấy hai size SL luôn mà chị đẹp ơi. Cứ lên được 70-80 người là nó tự đá nó không à mấy chị ơi. Em không biết bị gì, em biết là do cái điện thoại nó bị hay là do cái mạng nhà mình hay nhà em nữa. Xỉ 65 yêu ơi, cặp cho chị 500 ngàn lựa hàng trên like giúp chị nha. Rồi quần sọt ai lấy nửa chốt giúp em mấy chị, 3 size SML giùm em nha mấy chị con. 3 size SML giúp em ha. Trời quần đẹp quá à. Áo còn hai màu mấy chị. Ê nó ngay là áo còn hai cái trắng là ai móc em luôn cơ trời. Váy mèo còn không chỉ, váy mèo còn trắng mà em yêu ơi. Váy mèo thì còn trắng luôn nha cục cơm. Chị Ngân Nguyễn áo đang mặc còn đúng hai cái trắng là chị Ngân Nguyễn có 40.000 à chị Ngân Nguyễn. Áo này siêu hot luôn á chị đẹp, áo này siêu hot luôn á. Đó, hai cái trắng cuối cùng giùm em luôn. Rồi ai lấy áo được chốt áo kèm sổ giùm em nha. 40.000 à, 40.000 hai một áo 40 giùm em luôn. Còn đúng hai cái trắng cuối cùng. Hai trắng cuối cùng ha. Quần còn đủ size SML nha mấy bà trẻ, có đậm có nhạc đầy đủ cho mấy chị yêu luôn ha. Có đậm có nhạc đầy đủ giùm em luôn. Trời ơi, bên đây về hàng đẹp quá trời luôn á. Bây giờ nó cứ được mắt lắm mấy chị ơi, không có nhiều. Trời ơi, cháu hoa chè mấy bà ơi, thiệt luôn trời. Ủa, nó cho em được có một ri mọi mấy bà ơi. Ok, chị Ngân Nguyễn lấy một cái áo trắng đang mặc nè. Dễ thương quá à. Phương đổi một cái áo trắng luôn phải không? Rồi ok nè, Ngân Nguyễn Phương đổi một cái áo trắng luôn. Lên tiếp hà lên đầm đi ha. Em lên một cái mã đầm cho mấy chị đi. Em tính lên cái áo hoa chè nè. Lên cái áo gì? Áo nơ hoa chè nè. À lấy váy mèo hả? Rồi sorry em. Rồi Phương đổi một cái váy mèo anh. Trong cái bao của trong bao xanh á.
rồi lên cho em áo nơ hoa trà mấy chị. Trời ơi cái mảnh nơ hoa trà này mấy chị, mấy chị ơi nó hết kinh khủng luôn ha, xỉ là 46.000 lẻ, mẫu này là 60.000 một áo giùm em, áo nơ hoa trà hot ơi là hot cho mọi người, hot ơi là hot, đẹp ơi là đẹp giùm em luôn, phương độ. Ừ rồi em có màu mấy chị, hàng áo có hút ngực bên trong giùm em ha, áo là có hút ngực bên trong giùm em luôn, nó lạ nhất là cứ lên được khoảng chừng 77 mấy người là nó đã hết hết em ra, là bạn nó yếu à, biết bị gì nữa. Rồi áo nơ hoa trà này em có mấy màu thôi nha mấy chị đẹp nha, rồi có được 5 màu giùm em, nơ hoa trà siêu xinh cho mấy chị luôn đó, màu đỏ giúp em nha mấy chị, đây màu đỏ nè, màu đen nè, màu xanh nè, màu hồng và màu đen, đỏ xanh hồng đen giùm em nha, áo nơ hoa trà siêu hot luôn. Con này em lên cho bà gái màu trắng nha, rồi ok Phương đổi một cái áo trắng cho bà rồi. Trời ơi cái màu này đúng dễ thương luôn á trời. Rồi em lên cho áo trắng cho mấy chị đẹp nào, lên áo trắng chung với lại chân phải giúp em nha mọi người ơi, màu này dễ thương lắm, hay là em lên quần đen cho mấy bạn chị đi. Thanh Khôi Nguyễn lấy một cái size L thôi phải không, ok chứ đẹp. Rồi lên cho em tiếp. Trời ơi cái mã nơ hoa trà này siêu hot luôn các bạn yêu ơi, bữa giờ khách hỏi quá trời luôn. Em không lấy áo dây. Ừ chị biết rồi, em lấy cái đầm đúng không? Chị biết rồi, đầm mèo đúng không? Phương Đỏ biết rồi nha, yên tâm không có chốt áo cho em yêu đâu nha cục cưng ơi. Rồi lên quần giùm em, có lụm lên lên áo giùm em chị ơi, lên áo nơ giùm em nha khách ơi, áo nơ 60.000 nha mấy chị. Ủa sao mấy này áo nơ hoa trà hả? Bị ê vậy trời. Mã này em chút về khách đặt rầm rầm luôn. Rồi lên mã nơ hoa trà cho mấy chị. Trời cái này tôi lên cái quần ống rộng mới đúng á. Tôi lên quần sọt mà nó sai trái rồi đó. Lên quần sọt lá hai nó sai trái rồi đó. Rồi em có màu đen nha mấy chị đẹp nha, nơ hoa trà siêu hot cho em luôn nè. Màu đen, màu trắng, màu xanh, màu hồng, đen xanh trắng hồng trắng giùm em nhớ bà chị nha nè. Rồi ai lấy màu nào chứ em màu đỏ kèm sổ giúp em luôn, cái này vào được có một ri rồi trời nè, anh lấy cái này cho con cái gì thần kỳ quá. Nguyệt Nguyễn Trung Đơn với lại gái nha, gì đó ok ok cưng. Rồi áo đang mặc như ta 60.000 có hai màu trắng đen nơ hoa trà nhớ bà, trắng đen. Ai lấy áo nơ hoa trà chúc em nơ hoa trà kèm sổ luôn, nơi hai chàng mất lắm luôn á. Rồi qua mẫu giúp em luôn mấy chị yêu ơi, thật tôi thiệt luôn, cứ lượt bảy mấy người là nó văng em ra, văng ra nó không cho con like. Lên đầm đi, lên đầm hoa đi mấy chị, đầm hoa nào, đầm hoa này rẻ lắm nha, 53 đây, đầm hoa siêu rẻ siêu đẹp, 53.000 lẻ 65.000 một đầm hoa cho em luôn, lẻ 65.000 một đầm hoa cho mọi người nha. Đây đầm hoa dán tay phòng thôi bị xinh luôn, giá xỉ rất là rẻ và lẻ cũng rất là rẻ cho mấy chị luôn. Bình thường đầm hoa là vô giá 75.000 nha mấy bà chị nha, mẫu này với bà gái ơi, em bán cho bà gái bán như là giống như là sale luôn các bà gái, rất là đẹp luôn á. 65.000 một đầm hoa cho em ha, 65.000 một đầm hoa cho em, màu của em hơi bị xinh, màu đây có đẹp ngất ngay con gà tây luôn các chị, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng và màu hồng, đỏ xanh trắng vàng hồng gì đây. Ai thích màu nào chốt em màu đỏ kèm sổ, em sẽ lên form cái mẫu này cho mấy bạn chế trước nè, em lên màu cho con đẹp lắm. Quần em đang mang có bán nha mấy chị, quần đang mang có bán nha, em còn đủ size SML luôn. Nơ hoa trà còn mấy cái nữa nè, buồn quá à. Ủa mấy chị ơi, mấy chị có thấy em không vợ, hay là nó lắc nữa rồi, lắc nữa rồi hả mấy bà? Trời ơi cái đầm đúng dễ thương luôn nè. Ôi mới thiệt luôn trời. Maxi Hoa đó, bầu bì bon chen mang được giúp em luôn mọi người, bầu bì bon chen mang được giúp em luôn ha. Rồi em lên màu giống chị luôn, màu đẹp lắm, màu rất là dễ thương chứ ơi, màu cực kỳ cute giúp em luôn. Trời đầm đẹp sắc luôn trời. Nguyệt Nguyễn thấy phải không, đầm hoa hồng cho Nguyễn Đỗ Kỳ Duyên, hoa hồng cho Nguyễn Đỗ Kỳ Duyên nè, ok nè. Rồi hoa hồng, hoa trắng, hoa vàng, hoa xanh và hoa đỏ, trắng vàng xanh hồng đỏ nếu chị thích màu
cái màu đỏ luôn. Nó nghe là xỉ có 52 nghe này chỉ có 65 ngàn thôi mấy chị. Nó rẻ lắm, nó đẹp xuất sắc giùm em luôn. Năm con trắng thật lê. Màu trắng đẹp đó nha, không bị không có bị mỏng đó nha cục cân. Không bị mỏng đó nha bé. Lê năm con trắng ok. Trời mọi người xinh lắm mấy chị ơi, vui. Thiệt luôn á. Không phải là tiếc quá đa luôn đó mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi, đầm hoa hồng cộng vàng dồn cho bé heo. Ok em heo. Hồng với vàng hai màu nè bé heo nè. Trời ơi, xuất sắc như thế nào ơi. Rồi, 75 ngàn. Lộn, 65 ngàn à. 65 ngàn thôi nha mấy chị đẹp nha. Màu đỏ đen mang. Xanh xanh đầm cho chị Hương Kêu Ly. Hương Kêu Ly nè, ok chứ đẹp luôn. Rồi, mở màu cho mấy chị coi nha. Trắng vàng hồng xanh. Trắng vàng hồng xanh giùm em mấy chị. Trời, cái bạn mình xinh quá à. Đẹp ghê luôn á, đẹp thiệt đẹp luôn á. Đây màu em đang mặc là màu đỏ nha. Rồi màu trắng của nó đây bác chị ơi. Đây ha, màu trắng lên hoa rất là xinh giùm em luôn. Trắng, đỏ, vàng hồng. Rồi chị Vũ Duy 4 chữ lấy một cái hồng. Vũ Duy 4 chữ lấy một cái hồng 65. Quá cưng. Màu xanh đẹp xuất sắc cho mấy chị ơi. Màu xanh đẹp xuất sắc giùm em luôn. Rồi em thiệt cái vải đợt năm nay em nói thiệt luôn, hàng của anh lên vải rất là dày cho mấy chị luôn. Xanh vàng cho chị Quyên Phạm hai cái luôn nè chị yêu ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Màu trắng mặc lên là bao sang chảnh giùm em luôn. Bà gái nào mà sắp đi biển á mấy chị, mặc cái đầm trắng đi mới thiệt sự luôn á. Chụp hình nó rất là đẹp luôn mọi người. Ngọc Nguyên nè, Ngọc Nguyên lấy một cái đầm đỏ nè. Ok cực cân luôn nha. Có 65 ngàn mấy chị. Rẻ ơi là rẻ luôn, em thề với mấy chị luôn á. Mọi người em nói thiệt, bữa giờ mà nó hạ về cái đầm hoa là toàn vô hàng 75 ngàn không mà. Riêng cái mẫu này là chỉ có 65 ngàn thôi nha, đẹp ghê á. Rồi Ngọc Thúy Trần Thủy lấy hai màu vàng với đỏ. Vàng đỏ đang mặc luôn, giờ lên cái màu trắng cho mấy chị nè. Rồi lên cái màu trắng giùm em nha. Rồi còn có hai màu trắng xanh thôi các ơi. Hai màu trắng xanh giùm em luôn mấy cục cân ơi. 65 ngàn mấy chị, đẹp lắm. Dễ thương. Con này mặc xinh nè. Đó, màu xanh nha. Trời ơi, cái màu xanh tao nói thiệt. Nó ngọt còn hơn mấy lùi nữa mấy chị ơi. Nó ngọt nhưng mà xanh không phải là xanh lá. Không phải là xanh của ban, mà là xanh biển nha mấy chị. Xanh lơ, xanh nhẹ nhẹ rồi đó các bà ơi. Lên màu trắng nha mấy chị nha. Lên trắng tinh khôi cho mọi người nè. Trời xinh lắm luôn á, 75 ngàn à. Đẹp lắm. Bữa đây có mẫu body 2 dây đẹp xuất sắc luôn á trời. Chị Ngọc Nguyên có đặt thôi cho chị yêu rồi. Còn trắng với xanh. Hoa nó thêm xanh hôn. Xanh đẹp nè mấy chị ơi. Rồi hoa xanh dồn chị Phương Phương. Phương Phương đi đơn là bà dồn gì nữa ta. Chưa hả? Ok Phương Phương. Trời ơi, tao nói rồi. Cái màu trắng nó dễ thương lắm luôn mấy bà ơi. Màu trắng đẹp lắm mọi người. Màu trắng lên cái phong rất là sang giùm em luôn. Đây ha. Màu bì bông che mặt được ở dưới phần dưới nó có cái tà bèo nữa. Nó có cái bèo nữa mấy chị. Cái bèo gọi là nước cá đó mấy chị. Dễ thương lắm luôn. Nó che cái đầu gối luôn nha. Che đầu gối luôn rất là xinh giùm em luôn. Rồi, ai lấy chốt em luôn các bạn chứ nha. Đầm trắng kèm xinh thoại luôn. Trắng đẹp trắng sang mấy chị. Trắng dễ thương quá trời quá đất luôn á. Trắng còn hai cái. Trắng còn hai cái luôn. Hôm nay hàng dễ hết lắm nên là em sẽ lên nhanh em nghỉ sớm với bà luôn á. Ai lấy được gì lấy giùm em nha. Đó nè, còn cái trắng thôi. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em mấy bà ơi. Trắng dữ thương quá à. Còn 3-4 cái trắng luôn nè mấy bà là hết luôn nè. Trắng đẹp quá à. Lấy giùm em đi. 65 ngàn một đầm nhắm là gã. 65 ngàn còn 2 cái trắng, 3 cái trắng cuối cùng hết. Rồi lên bộ ngủ mấy chị ơi. Bữa nay có cái đầm hoa mà cục nơ sau lưng cháu chế rồi đó. Đầm hoa cục nơ sau lưng có hàng rồi đó. Trời ơi cái bộ này đẹp ghê bà. Đúng là tiền nào cũng đó luôn. Bộ sexy mấy bà. Tiền nào cũng đó mấy chị ơi. Có mút ngọc luôn mấy bà. Có mút ngọc luôn, đẹp ghê hồn. Rồi xỉ mẫu này 38,55 ngàn bộ. Bình thường hàng bộ ngủ sexy không có mút ngọc mấy chị. Không có mút ngọc nha. Hàng này lên mút ngọc cho mấy chị luôn. Còn không em nhớ có một lần em về cái hàng von bình thường á, nó mặn lắm. Mà giá cũng vô hàng 40 mấy ngàn. Bộ này rẻ đẹp free lụa luôn. Đó quần bự cho bá bự cho bảy luôn. Phối ren nha. Lên màu cho em mấy chị ơi. Bộ ngủ sexy. Sắp vô hè rồi mấy chị. Sắp ra trời nực nổi đấy bà ơi. Hàng này có mút ngọc nên mấy chị mặc ở nhà cũng được luôn ha. Đó mà không cần phải mặc đi ngủ này kia mấy bà ơi. Hoặc là mấy chị mặc đi ngủ mình khỏi cần mặc áo ngực mà nó cái form của nó vẫn có form cho mình ha. Rồi em có màu tím nè, màu xám, màu xanh rêu, màu đỏ, màu đen, màu hồng và màu xanh củ vịt. Đó, ai lấy màu nào cho em màu đỏ kèm số giúp em luôn. Em lên cái form cho mấy chị yêu đây. Đầm đang mặc em còn hai trắng nha mọi người nha. 65 ngàn nha, maxi hoa. Trời ơi, maxi hoa đẹp xuất sắc luôn.
Trời ơi, bữa nay tôi bán thiệt luôn trời, cái nào cũng còn lại cái hết trơn trời, ai cứu em đây trời. Nè, bỏ bạch coi. Nay bán cái đâu cái mẫu nào cũng còn cái hết trơn trời hết trơn á. Buồn quá đa. Lên bỏ mấy chị yêu ơi. 55 ngàn giùm em nha mấy chị. Trời ơi, bà đừng chê nha, mấy cái form này là tiền nào của đó bà ơi. Mặc lên đã đẹp xỉu luôn á. Thanh thủy xanh rơi em chốt. Ok, hàng này có mức ngập bên trong thì nghe nha mấy chị, nên là mấy bà gái mặc đi ngủ là khỏi lo luôn. Rồi xanh rơi nè, thanh thủy ok nè. Một free cho con bé gì Lê Thảo Lê Thị nè, 55 ngàn. Một gian bộ ngủ chị Ngọc Linh đang mặc. Một gian bộ ngủ chị Ngọc Linh đang mặc rồi. Em có một tí mấy chị. Trời, mấy cái bộ này dễ thương lắm mấy chị ơi, có 55 ngàn nè nha. 55 ngàn tại vì hàng nó lên mức ngập cho mấy chị, bình thường thì có 45 ngàn thôi. Mà cái hàng nó lên mức ngập giúp em. Đó, màu tím nha. Trời ơi, màu tím môn nè. Đó, màu tím bích teo nè mấy chị, tím bích teo luôn. Xanh rêu với đỏ cho Kim Thư. Kim Thư nè, có đỏ hết xanh rêu. Có đỏ hết xanh rêu luôn. Đúng rồi, của Hương Kelly hai cái đàn mà ha. Đúng rồi gái ơi. Rồi, lên màu giùm em mấy chị. Em có màu nè, sáng. Lấy cái xanh của dịch đi nè. Hồng, đen, xanh coban, xanh đen với lại màu xám giùm em luôn mấy chị. Quần trên đùi hồi nãy em có không Hương Quỳnh? Có nha gái ơi. Trần Công Lưu lấy 5 có xám. 1, 2, 3, 4, 5 có xám. Trần Công Lưu 5 có xám nè. Rồi ok. Rồi em còn đúng 2 bộ 2 màu cuối cùng em hết luôn. Cái hàng đẹp xuất sắc luôn trời. Mấy cái này mấy gái ơi, mặc ở nhà nó đã lắm luôn. Và thấp cho em luôn mấy bà nha. Đây, màu xanh cụ dịch nè. Đó, còn nếu bà gái nào lấy xanh rêu, lấy xanh rêu và lấy xanh cụ dịch đi. Xanh cụ dịch dễ thương lắm luôn, em còn đúng bộ một luôn. Xanh cụ dịch với tím. Xanh cụ dịch với tím cho em nha cục cơm ơi. Rồi lên cái bộ này màu tím cho mấy chị đi nè. Màu tím mộng mơ nè. Tím mộng mơ, tím mộng mơ. Có ai lấy tím giùm em không? Lấy 3 bộ rồi, còn có 2 bộ thôi nha chị đẹp ơi. Chị Hoàng Nga nè, em còn có 2 bộ nữa nè. Nga Hồng nha, còn 2 bộ rồi. Chị ơi, lấy đỏ giùm em nha chị. Rồi qua hậu tiếp cái gì ơi. Bữa nay em về cái hậu tung giấy nữa khách. Ờ, đầm lại còn mấy chị ơi, này dễ thương lắm nè. Tung giấy sỉ 30. Rẻ 45 ngàn. Đây, tung giấy của tim. Làm sĩ 4x chị đang làm mẫu nào vậy? Lấy quần đậm S nha chị, ok. Gái nào lấy vậy? Đậm S form có luôn em yêu ơi. Rồi lên cho em cái mẫu này mấy chị ơi. Rồi lên áo. Áo xin giấy cổ tim tỷ 30 giùm em mấy chị, lẻ 40 ngàn. Trời ơi, lâu lắm rồi cái hàng xin giấy đặt cho mấy chị luôn á. Đáng lẽ cái này là tôi phải lên chung với lại cái quần legging, quần baggy nó dễ thương hơn nhiều em mấy chị ơi. Hương Quỳnh có rồi, bị đá ra luôn biết sao không, nó cứ lên được bảy mấy người là đá bớt mấy người ra, không biết bị gì nữa, em cũng biết bị gì nữa. Lên tầm tỷ 4 mắt A rồi, chị biết cái mẫu rồi à. Lê chị biết rồi, đợi chút xíu nha. Chị biết mẫu rồi. Rồi lên áo giùm em mấy chị. Thun giấy mấy bà ơi. Đây, đó. Đơn giản nhẹ nhàng, dễ mang, dễ bận. Mấy bà gái cái mẫu này mấy bà gái phối cho em quần sọc zin lên là ok đẹp. Mặc quần sọc zin nè, hoặc là quần zin lên cho em ha, là ok xinh cho mấy chị luôn. Rồi em lên màu. Em có đỏ, có đen, có vàng và có trắng thôi. Đỏ, đen, vàng, trắng, bốn màu ha. Rồi áo này 40 giùm em thôi mấy chị ơi. 40 ngàn một áo thôi. Form này dễ thương lắm bà. Đây nè. Cái là mấy bà gái mặc lên mấy cái phân quần đóng thùng vô rất là dễ thương luôn á. Rồi em lên màu nha. Đỏ, đen, trắng, vàng, hồng. Để lên chung với lại cái quần này cho bà trẻ. Nè, mấy bà gái nên mua combo thì mặc này dễ thương lắm nha. Bây giờ áo này nó mặc áo vàng thì em sẽ lên cái quần của bà trẻ cái sọc màu vàng. Rất là đẹp luôn. Áo 40 giùm em nhớ chị, áo 40 nha. Đây quần chị Viền nè khách ơi. Đó, dễ thương cực kỳ vô. Cái này mấy chị mặc đóng thùng và cũng xinh lắm luôn á.
đó mấy chị, nó là một cái set bộ luôn á. Bình thường một set bộ em bán từ 85 đúng không? Ừ, một set bộ em bán 85 tới 90 ngàn một bộ ha. Hôm nay mấy chị mua nguyên set thì chỉ có 80 ngàn thôi, mà quần rồi áo rồi, mấy chị có thể phối áo chung với quần hoặc là quần chung với áo khác cũng được luôn, rất là dễ mang luôn nha mấy bạn chị nha. Rồi em lên màu áo cho mấy chị, trời ơi cái này áo không giấy đẹp quá trời quá đất luôn á, rẻ lắm mấy chị ơi, có 40 ngàn thôi. Chị Ly Khanh lấy một màu đen nè, đó cái quần em đang mặc nó sẽ đi theo cái màu áo cho mấy chị luôn đó. Mấy chị mua áo đỏ thì mấy chị có thể mua thêm quần sọc đỏ cũng được luôn, hoặc là mấy chị mua áo trắng đen thì mấy chị mua thêm cái quần sọc trắng như thế này mấy bạn chị. Đó, quần em bán rời nha, quần em bán lẻ cho mấy chị luôn, quần này 60 cân mấy chị mặc vừa, 60 cân mấy chị vẫn có thể mặc quần này vừa giúp em luôn nha. Áo là 40 ngàn mấy chị, áo là 40, quần là 40 luôn, áo 40 quần 40 giúp em, trời đẹp quá ơi mấy chị, cái quần này đẹp nhất nắp luôn đó. Mấy chị mua áo đỏ thì mấy chị mua cái quần sọc đỏ là mấy chị nó sẽ đi theo màu cho mọi người luôn, nên mấy chị mua cái này rất là lợi luôn ha. Mình có thể mua áo rời hoặc là mua quần rời giúp em, tùy do mình thôi. Tại cái quần này mặc rất là thoải mái luôn, vải nó cực kỳ dày, vải nó cực kỳ dày luôn á bà chị, thiệt luôn á. Đây đó, ba size SML luôn, em nói nghe chứ không nói phải gì chứ bà, cái quần này chồng em mặc được luôn á bà, bự nó thoải mái cực kỳ luôn á chứ, quần này cực kỳ thoải mái cho em luôn nhớ bà chị nha. Đây nè, mấy chị mua áo trắng nè thì mấy chị mua thêm cái quần màu trắng cũng được nữa đó, nó rất là đẹp luôn. Quần đỏ nha chị cho Hạnh Nguyễn nè, ok em yêu nè, trời dễ thương lắm luôn mấy chị, quần có 40 ngàn à, mua rồi hoặc là mua áo rồi mua quần rồi vẫn ok, còn không thôi mấy bà chế về không biết phối cái gì thì cứ chốt cho em nguyên cái này. Size thì không có size em ơi, free size một cân, lưng là lưng thun nha bé yêu, lưng là lưng thun, mấy cái bộ này mặc cực kỳ thoải mái luôn mấy chị. Cái quần này mấy bà mặc đã lắm, nó dày lắm mọi người, nó dày cực kỳ và quần nó có túi cho em luôn đó. Cái quần này thì em có 3 màu cho mấy chị lựa nè ha, màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu đỏ với lại màu vàng cho em luôn, trắng đỏ vàng nha. Rồi Nguyễn Đỗ Kỳ Duyên lấy quần vàng nè, đẹp cực kỳ luôn trời, dễ thương cho mấy bà yêu ơi. Rồi áo ai lấy chốt giùm em thiệt luôn á, áo đẹp dễ thương quá trời dễ thương luôn, màu đỏ nè, màu đen, màu vàng với lại màu trắng luôn. Rồi cho em hai cái quần sọc trắng đỏ 55 kg, hồng kim bùi bà bao bận bơi, cái quần này em bao mặt nha, thêm một cái trắng nữa cho Hạnh Nguyễn nha, một cái sọc trắng, một cái sọc đỏ nè, hồng kim bùi nè, đó có 3 màu cho mấy chị, thích màu nào là cứ chốt em, màu đỏ quần 40 nha, hết quần 40 ngàn à, đó dễ thương lắm mà nó dày lắm mấy chị, cái quần nó rất rất là dày luôn mới thiệt luôn á đó. Màu trắng, màu đỏ, màu gà, màu vàng nha, trắng đỏ vàng giùm em, quần 40 ngàn à, đẹp xuất sắc trời mây nha. Rồi một quần trắng, không biết còn cái trắng không Phương Thảo ơi, đây đây là một cái trắng đang cầm. Rồi còn cái trắng cuối cùng chốt cho Phương Thảo nha. Rồi quần chị là còn có 2 màu thôi nha mấy chị, quần còn có 2 màu thôi, vàng và đỏ giùm em thôi, vàng và đỏ giùm em thôi cho mọi người nha, đẹp lắm. Quần 40, áo 40, quần 40, áo 40 giùm em, trời áo không giấy đẹp quá trời đó luôn, xong em mua cho tôi trời, áo không giấy form thái luôn, form bự cho bá cho mấy chị luôn à, 60 kg mặc vừa luôn á. Rồi quần này em còn 2 màu ha, đỏ, đỏ với lại màu vàng giúp em luôn. Giờ lên thử cho bà chế nguyên set đỏ nè, Hạnh lên nó kêu coi không được luôn ha, nó bị dậy á, cứ lên được 7 mấy người lão đá ra. Để có sao tao mua cái điện thoại khác thôi ta, không biết nữa, nó cứ lên là 7 mấy người là nó đá ra mà nó không cho người ta coi không à, nó chán ghê luôn mấy ơi. Rồi áo này mấy chị, em lên cho bà chị cái áo đỏ với lại cái quần đỏ nha, đó thấy không dễ thương ghê không, mấy chị có thể mặc đóng thùng hoặc là mấy chị mặc lên tay đều đẹp. Phương Thảo quần trắng có rồi, bây giờ lên xếp đỏ cho bà gái coi nha. Bây giờ nó công bố người nhiễm bệnh chưa mà nó bị vậy vậy? Sáng còn cà đâu? Từ Malaysia hả? Rồi coi được chưa? Coi được chứ mấy bà? Nó có bị vậy hoài à? Không phải áo đâu mà không phải áo thái cái ơi, áo giấy. Hạnh lên lấy áo giấy nhiều cái nè, áo giấy đẹp lắm luôn, mới về luôn nè. Còn áo giấy nha Hạnh Lê ơi, còn áo giấy nha bé. Rồi đây dễ thương lắm mấy chị nè, thấy không, thấy không, lên áo đỏ chung với lại cái quần luôn mấy chị ơi, nguyên set thì đẹp cực kỳ cho mấy thiệt luôn á trời. Ờ cái bụng của em, bụng em bự quá. Quần là quần lưng cao giúp em nha mấy bà gái nha, đây nè dễ thương cực kỳ luôn á, hàng thun giấy giùm em nha mấy chị đẹp nha, hàng thun giấy luôn, theo cho em cái chữ của chị in chữ lên luôn, xinh quá à, 40 form to cho mọi người nha, form to 60 cân mặc thoải mái giúp em luôn. Rồi em lên màu lại luôn ha, áo thun giấy thì em còn đủ màu. Tới giờ em không coi được luôn chị ơi. Trời bữa nay coi như xui chứ sao.
chung với lại quần hoặc là áo khác ha. Tao thấy hết rồi. Tao thấy hết rồi, 8:30. Tao thấy em có hàng luôn. Hồng Diên Bùi lấy cái áo đỏ giấy đang mặc luôn. Hồng Diên Bùi có cái đỏ giấy nè. Đẹp quá trời luôn á. Đó, 40. À lấy áo nữa chốt áo kèm sổ giúp em luôn các bạn ơi. Áo này dễ thương quá trời quá đất, thiệt sự quá trời. Và lấy không biết em biết bị gì nữa. Áo này không biết lấy biết bị gì nữa. Rồi quần còn hai màu nha, quần có hai màu nè. Quần đẹp lắm mấy chị, trời quần này dễ thương xỉu luôn á. Còn có hai màu thôi, vàng với lại đỏ thôi. Đó, siêu đẹp cho mấy chị luôn nè, chạy viền cho em ha. Quần là bao dày dặn. Nguyên set 65kg bao mặt luôn chị Ngọc Giang. Rồi lên cho em cái mẫu này đây. Lên cho em cái phong đầm xuông cho mấy chị nè. Bên đây có đầm hoa cột nơ sau lưng. Ok, hạnh lên, lấy bỏ ra đi em. Lấy bỏ ra đi, áo giấy bỏ ra đi. Cột lại cho em đi. Trời, cái đầm này siêu đẹp chứ bà ơi, đầm về vui luôn á. Rồi lên đầm chạy. Đây, đầm xuông rút dây. Sỉ 35.000. Sỉ 35 giùm em nha mọi người nha. Lẻ bọn này 40. 45, sỉ 35, lẻ 45. Rồi, bán cho bà chơi giá siêu siêu rẻ luôn. Sỉ 35, lẻ 45. Có rút dây đeo bên hông một bên nữa này giùm em luôn nha bà chế nha. Quần có túi chị Ngọc Giang ơi. Em có màu nè mấy chị. Màu hồng, màu kem. Màu hồng, màu kem, màu vàng. Trời đầm này đẹp quá. Hồng, kem, vàng và màu đen nha mấy chị. Hồng đá ra mà một là nó đá bả ra, còn không là nó cho mạng tôi quay vòng vòng luôn. Hả? Có được chưa? Lấy hồng với đen, lấy đầm đen cho chị Jenny hồng.
Đầm đen chị xem đi học em ok nè. Đầm đẹp quá trời quá đất luôn quá trời. Màu vàng nó đẹp. Lên màu gì ta? Lên màu hồng hay màu kem? Hay lên màu kem nha. Lên màu kem rất lạ lùng nè. Thấy em rồi phải không? Rồi chán ghê. Đầm hồng của chị Ngân Nguyễn nè. Đầm 60.000 mấy chị ơi. Rồi đầm có 45.000 mấy chị ơi. Vừa rẻ vừa đẹp vừa xinh giùm em luôn á. Lên màu kem. Mạng máy này yếu quá à. Nên là chắc nghỉ dài hạn nữa rồi đó. Em đủ màu cho Trần Công Lô. Trời ơi, đầm đẹp nhất nhau quá nha mấy mẹ. Thì có 35 thôi, rất là xinh luôn. Trần Công Lô. Trời ơi, thiệt luôn, ba nó ra đi vòng vòng Facebook, không ai like luôn, trời thiệt luôn á. Xinh quá à. Ê, bắt đầu tụi nó hỏi vậy, nó không hỏi với bà, nó đẹp lắm luôn á. Đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Trần Công Lô có đủ màu cho em yêu rồi. Rồi cái này em có kem nha mấy chị yêu. Có kem, có đen mấy chị, trời dễ thương quá. Cái này nó hơi nhúng nhẹ giùm em nha mấy chị yêu ơi. Nè, đó, nó hơi nhúng nhẹ hôm nay giùm em nè. Mấy bà gái không thích mặt nhúng, mấy bà gái có thể kéo xuống. Đây ha, có thể kéo xuống giùm em luôn. Đó, mình cạo cái nơ bên đây giùm em thôi là được rồi. Đó, em có. Hôm nay tôi bận mấy cái này hết đẹp rồi, thiệt luôn á trời. Ngân Nguyễn có một hàm của chị yêu rồi, 60kg mặt vừa phân to nha mấy chị. Ai à, lấy màu nào cho em màu đỏ đúng chứ ơi. Màu này dễ thương sợ luôn á. Rồi em lên màu lại nha. Rồi em có màu hồng, màu đen với lại màu kem rồi, còn có ba màu thôi. Chân váy Hương Quỳnh em hết rồi Hương Quỳnh ơi. Chân váy mà có chữ theo em hết mất tiêu rồi. Sĩ đặt hết trơn rồi, đăng hình lên sĩ đặt hết trơn, hết hàng luôn rồi. Rồi bữa nay biết cái bụng nó bự rồi đó. Vậy là biết cái bụng tôi nó bự rồi đó mấy bà. Đừng cười tôi nữa, tôi buồn quá à. Bữa nào cái bụng càng ngày nó càng bự rồi. Rồi em có màu cho mấy bà chế da rồi. 45.000 nè, màu hồng, màu đen với lại màu kem. Cũng cần lấy màu nào cho em màu đỏ càng sổ luôn nha. Rồi em qua màu cho mấy chị đây. Năm nay bầu 8 tháng mặt bận không vừa hả chị? Đúng rồi em. 8 tháng mà năm nay thì luôn tôi đi đâu tôi nằm làm như năm nay là năm đã đẻ hay gì á. Bữa giờ cắt bầu vô hỏi em không. Bầu 8 tháng mặc cái phone này không vừa đâu chứ ơi. Bầu 8 tháng lắc hồi em cho cái mẫu này chứ bạn nè. Chứ bạn bao vừa. Thêm hồng cho Trần Công Lô. Trần Công Lô nè, thêm hồng. Đẹp quá à. Rồi Nguyễn Đỗ Kỳ Duyên bỏ cái đầm kem đi Thanh ơi. Rồi em còn màu nữa mấy chị. Hồng kem đen nhớ là chế nha. Cái màu này dễ thương quá trời luôn. Đó, xinh chưa. Màu 8 tháng mặc cái phơm khác giùm em đi chứ yêu ơi. Rồi em còn dưới đó màu thôi nha mấy bà nha. Qua màu. Lên cái mặt mà cục nơ thâu lông cái nổ nè. Mặt cục nơ thâu lông. Rồi lên cho em phơm đặt cục nơ thâu lông. Sau lưng giùm em mấy chị ơi, xị 60 lẻ 70 ngàn. Không, là mà 60 đúng không? Đấy là gái ơi. Trời tôi sắp đầy nhá luôn rồi mấy ơi. Đây mấy chị ơi, lên cho em phân đầm cục nơ sau lưng nhớ bà nha. Bà mày đang hot lắm mấy bà. Em lên cái phone cho bà gái xem ha. Rồi mẫu này nha em, đó là chế nè. Xị là 50 mấy giờ, 57 giờ. Quên phải không ta? À quên, mẫu này xị có 57 ngàn nhớ bà. Xị 57 lẻ 70 có mút ngọt cho em luôn, màu đẹp lắm. Em có màu nè mấy chị, màu đen, màu trắng, màu hồng và màu vàng giùm em. Đen trắng vàng hồng lên form. Body cục nơ, ôi lộn. Maxi hoa cục nơ trong lưng nha em lên form mấy bà chị ơi. Đầm đang mặc em còn nè nha mấy bà. Mày like nhanh cho mấy chị luôn á. Lên
coi được cực kỳ xinh luôn. Em có màu trắng nha, màu trắng, màu vàng, màu hồng với lại màu đen. Mẫu này hôm bữa em về một lô rồi, vàng maxi cho Phạm Minh Vi. Mẫu này em về cho mấy chị hôm bữa có về một lô chứ là rồi, bữa nay về lô 2 á. Phạm Minh Vi ok. Ừ, buôn bán mà lộn là lộn miết mấy bà ơi, nó lộn nó lại có gì đâu. Hả, 5770 à, 5770 thôi nha, chốt cho em cái vàng maxi rồi bé ơi. Em mới chạy đằng sau lưng của nó nè mọi người nè, đằng sau lưng của nó họ lưng giùm em nha, họ lưng cột dây nơ hoa dễ thương lắm. Rồi 70.000 một đầm giùm em đó, cái lộn này em về cho bà chế một lô rồi, bữa nay là về lô 2 cho mấy chị á. Mọi này dễ thương lắm mấy bà ơi. Em có màu vàng ha, màu trắng nè, màu hồng nè, màu đen đó, tìm đi lấy màu nào cho em, màu đỏ cho màu đen đẹp nhất mắt luôn. Màu đen má ơi nó dễ thương nha mấy bà ơi. Rồi vàng em đang mặc nè, chứ lấy vàng chút vàng em luôn, chọn màu đen lắm bà ơi, mới thiệt luôn á trời. Cái mẫu mà đầm cục nơ sau lưng bà ơi, nó hót hoài luôn bà, nó hót hoài, nó đẹp hoài luôn, em không biết sao nữa. Hót vào từ năm ngoái năm nay luôn nha mấy bà chế nha, nó vẫn đẹp, vẫn hót cho em luôn. Rồi lên màu nè mấy chị, trời ơi màu đẹp ghê không, màu hồng nè mấy chị, nó ngọt như mấy lùi giùm em luôn nha. Mẫu này là cục nơ sau lưng giùm em, hàng đi hình cho mấy chị luôn. Tôi biết mà, tôi biết cái hàng cục nơ sau lưng này về không biết sao mà khách tôi không chịu mấy trời. Đằng đằng sau là 45.000 giùm em nha chứ hè chế Hiền bạn ơi. Ngọc Thúy Trần Thủy lấy đen vàng nè. Rồi đầm em vẫn còn đủ 4 màu giống chị nha, màu trắng siêu sang luôn. Màu trắng này mấy bà ơi nè, cái phơm màu trắng là bao sang chậm cho mấy chị luôn nha. Trắng đẹp mấy bà ơi. Ngọc Thúy Trần Thủy có đầm đen với vàng rồi. Đó em còn 4 màu cho mấy chị luôn, màu đen nè. Trời ơi màu đen nhức nách luôn. Màu hồng nè mấy chị, trời ơi màu hồng nè. Thiệt luôn á, màu hồng dơ lên một phát nó rẽ đẹp luôn mọi người. Khỏi mất công mặt lên á. Rồi màu trắng với lại màu vàng em đang mang cho mấy chị yêu nha. Ai lấy màu nào chứ màu đỏ luôn. Ngọc Thúy Trần Thủy chốt cho bà hai màu rồi. Cái này nó cột nơ sau lưng giống như em đang mang mà chị đẹp, nó không có bị hở nha. Đó mấy chị thấy không, mặt em vẫn đang mang áo ngực bình thường mà nó không có bị hở nha mọi người. Không có bị hở lưng, không có bị hở dây áo đâu nè. Thấy không, em vẫn mang áo ngực bình thường á, mà không có bị hở dây áo nha mấy bà chị nha, cứ yên tâm giùm em luôn. Tình yêu là thích sexy thì hốt nghe cái mã này. Cái mã này đẹp lắm mấy bà chị, còn mấy cái à. Lần này em về có em về lô này lô thứ hai rồi. Ừ đúng rồi, tôi chút em về rồi về thêm cho mấy chị thôi. Rồi em còn vàng nha, còn trắng, còn đen, còn hồng. Xinh quá à, 45.000 có như ta. Bà ơi bà hành tôi quá à, tôi nói thiệt luôn, tôi đang bầu bì và thiệt luôn, tôi lên được cái form này là một cả một vấn đề rồi đó bà. Bà lấy giùm tôi đó bà, thiệt luôn á. Bà lấy đi đẹp lắm nè, nhìn cái bông nè nó y chang vậy à. Trời quên ơi, tôi bầu bì tôi khổ quá, chị khổ rồi mẹ con mắt tôi lên form đấy, trời ơi mẹ ác. Bà ác dễ sợ luôn nè, màu đen nè gái ơi. Đó, lên cho bà gái có cái màu da nè, thấy chưa, rất là đẹp luôn. Lên xương xương vậy thôi nha, đừng mắt mặt lên nữa không chịu nổi má ơi, xỉu. Màu đen mấy chị ơi, màu đen, màu vàng, màu trắng lại màu hồng giùm em. Rồi đầm maxi bông, maxi bông nè. Ướm lên thôi gái ơi, chứ giờ mặt lên không chịu nổi em ơi, mệt lắm bé ơi. Rồi ai lấy đầm nữa chút đầm giùm em luôn với bà nha. Trời ơi cái mọc này đúng dễ thương luôn trời. Cục nơ, cục ơ đồ. Màu đen cho Ngọc Minh Vi nè. Chị Nga hoặc hồng ơi, hết màu đen rồi lấy hồng đi trời, hồng đẹp lắm chứ. Nói thiệt luôn hồng đúng dễ thương nè bà. Nè hồng nè, lên cái dáng của nó nè, đẹp nhất mắt luôn. Nè chứ yêu coi nè ha, màu hồng và màu vàng đi, vàng đẹp cũng xỉu. Mấy hồng chị Ngọc Linh Hạnh Nguyễn hết đen rồi, bây giờ còn hồng, bây giờ còn hồng, còn vàng với lại còn trắng thôi. Trời ơi bán tôi còn ế màu trắng hoài chúng ta ơi á. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em nhớ bà chế nha. Rồi qua mẫu đây, bán tôi lần thứ còn ế mấy cái hoài luôn á. Vàng hồng trắng ba màu giùm em nhé mấy cục cưng ơi, hết luôn rồi. Hồng chị Yến Trần nè,
Rồi còn quen đang mặc là cái chẳng giùm em thôi. Đây để lại màu chẳng nè, để màu chẳng miết luôn. Vàng đang mặc em còn cái, vàng đang mặc em còn một cái nha mấy bà nha, đổi màu giùm em đi. Chị Nga Hồng ơi, hết còn hồng luôn rồi mà comment trẻ quá nè. Hết hồng rồi em còn chẳng không à. Còn chẳng thì vàng nè, chị yêu nè, ướm màu chẳng cho mấy chị coi nè, màu chẳng đẹp lắm. Rồi xong rồi em lên cái tầm xỉ bóng bít cho mấy bà chế nè. Bữa nay về có một mẫu áo Dior dễ thương lắm luôn á, áo Dior đẹp lắm chứ. Rồi
ra lấy đầm chút đầm giùm em luôn bà ơi. Trời đầm này dễ thương nhất xỉu luôn, mà lấy luôn. Đầm này rẻ lắm luôn á, vừa rẻ vừa đẹp luôn á. Rồi em lên màu nha bà ơi, hạnh lên lấy năm nè. Đầm đẹp xuất sắc luôn trời. Rẻ nữa chứ. Xanh đang mặc cho Phương Phương. Màu dễ thương quá trời quá đất luôn. Phương Phương xanh đang mặc cho Phương Phương luôn đi. Rồi hạnh lên nè. Trời ơi. Ừ mã nó lỗi á. Phương Phương xanh đang mặc hết rồi Phương Phương ơi. Nó nghe là Phương Phương xanh đang mặc hết rồi. Xanh đang mặc hết rồi nha. Có cam mấy bà ơi nè. Trời con cam đi nè. Xanh đang mặc cho Phương Phương đi. Này cho hạnh lên đi nè. Rồi em lên màu nè. Có hồng. Có hồng nha, có đỏ, có cam, có trắng và có vàng. Hồng, đỏ, cam, trắng, vàng. Phương Nhi hôm nay chọn đủ giùm chị luôn đi. Chắc chị like bữa nay xong biết mai có mẫu không nữa. Không, ngày mai có chắc chắn là like không đâu mấy bà nha, thiệt luôn á. Chắc Phương, chắc Nhi da bữa nay hàng nó bữa nay nó kèo lộ mạng rồi đó. Nãy nó vô nó không báo rồi đó. Đủ màu không cam cho Phương Nhi không nè. Hồng lên thêm đỏ, vàng nè. Phương Nhi không đủ màu không cam nè. Rồi em còn hồng, còn trắng, còn cam. Trời màu trắng dày ghê các bà ơi, màu trắng như hàng xịn luôn mấy bà. Màu trắng đẹp kinh khủng luôn á trời. Nên Phương Nhi hôm nay chọn đủ hàng cho chị nha. Quần 40 dài còn đỏ vàng không chị? Còn nha Ruby Trang ơi. Nè, trắng nè, trắng cho Phương Gia Hân nè. Trắng cho Phương Gia Hân nè. Rồi em còn màu hồng, màu cam, màu đỏ với lại màu vàng. Quần 40 Ruby Trang còn, em yêu lấy nhiêu cái. Rồi màu hồng siêu đẹp trời ơi, màu chặt màu hồng ấy bà ơi, đẹp xuất sắc luôn á trời. Màu hồng, màu cam, màu vàng với lại màu đỏ giùm em chứ ơi, còn mấy cái ai hốt giùm em nè. Sỉ 42 rồi nha, lẻ 60 ngàn. Sỉ 42 lẻ 60 giùm em luôn, đầm siêu đẹp, có dây kéo đằng sau lưng cho mấy chị luôn. Dây kéo đằng sau lưng đầy đủ giùm em luôn nha. 61kg hả em ơi, 61kg không vừa đâu. 61kg em cao 1m nhiêu, 1m6 mới vừa nha bé. Vương Gia Hưng có rồi, Vương Gia Hưng có trắng rồi. Để mấy chị, em còn như này màu thôi. Màu đỏ nữa nè, còn 4 màu giùm em. Đầm chị đang mặc sỉ có 42 ngàn như da ơi. Sỉ có 42 ngàn lấy luôn không nè. Ủa tao biết rồi, bên đây mạng nó yếu mà biết luôn á. Biết vậy em không like đâu, để mai vô vô like. Tại đây em bắt mặt quá. Cô nhờ, nhờ như da có lấy không nè, để hốt luôn. Còn mấy cái thôi là hết luôn rồi nè. Còn 5 cái thôi à. Đỏ, vàng. Dây kéo đằng sau lưng nha. Dây kéo đằng sau lưng nha mấy bà. Dễ thương cực kỳ luôn. Đủ màu như da này, còn 5 lấy hết chụp trẻ luôn đi nha. Còn nó lấy hết thì trễ luôn nha Nhi Gia ơi, mất luôn rồi. Nè cao mấy 6 mới vừa nha em. Nhi Gia hết rồi. Nhi Gia hết rồi. Qua mẫu. Lên cho em xong áo kiểu. Vương Gia Hân có lấy quần không bé? Có đi về quần sọc rin nè. Vương Gia Hân có lấy quần không nè? Quần về quần sọc rin đẹp lắm luôn. Áo sọc sâu cho em thêm một ri. Phương đổ cho đủ một ri đúng không? Còn mấy cái dưới hả? Nè đây nè. Đúng rồi đó. Em hết rồi nha chị Thanh Khôi Lương ơi. Áo em hết rồi. Áo này đẹp chết luôn quá trời. Nguyễn Kim Thương em hết đỏ chứ chế. Đây quần này của con nè. Quần này chị vào được hai màu đậm với nhạt luôn á. Có lấy không chị Trường cho mẫu còn có một ri nè. Cái gì? 30. Đây quần sọc rin em còn hàng nhớ chị nha, SML giúp em luôn. Đó 80 ngàn một quần, ai lấy thì chốt. Lên cho em cái mẫu này với chị. Áo Dior nè, mẫu này mới có đăng hình cho mấy chị chưa nữa. Mẫu này mới có đăng hình cho mấy chị chưa nữa. Có xếp áo dây kéo quần. Tới gối không stop. Quyên Nguyễn. Ai cũng hỏi mẫu đó bữa hôm về, cái mẫu đó thì bán ế. Cái mẫu đó còn hàng nhưng mà phải tới thứ hai nó có hàng lại lận. Tại bữa hôm em ừ đúng rồi đó. Cái set mà quần quần legging đúng không? À set quần vải thun bô rít đúng không?
áo đi ao về cho em hai màu trắng đen mấy chị ơi, xị 40 nha, xị có lột, xị 35 lẻ 45, xị 35 lẻ 45 đi ao trắng đen giùm em. Tôi biết cái lọ đó rồi nhưng mà chắc là phải thứ hai mới có hàng lại quá, thứ hai mới có hàng lại quá. Nguyễn Kim Thương em hết cái đầm đỏ chị ơi. Nguyễn Kim Thương em hết màu đỏ nha. Cái gì ta? À, cô chưa không có lấy áo hoa gì ta nè, hoa trà không nè. Có lấy áo hoa, nơ hoa trà không nè, áo hoa, áo nơ hoa trà đúng rồi. Lấy gì chết thì chỉnh luôn nha, chứ còn màu trắng của trang đâu ta. Có thấy quần màu trắng của ta không? Màu hai cho Trần Công Lưu nè. Áo Dior, áo Dior mấy chị ơi. Hai màu trắng đen giùm em luôn, gọi không bu rip nha, 45 ngàn. 45 ngàn một áo nha mấy chị. Màu hai cho Nia, xị 35. Ờ đúng rồi, xị 35, lẻ 45. Màu hai cho Nia. Rồi Phạm Minh Phi lấy Dior đen. Phạm Minh Phi lấy Dior đen. Phương Đỗ lấy áo đen trắng. Xị 35 nha mấy chị nha, lẻ 45 ngàn. Rồi dễ thương lắm luôn quá trời. Nè Phương Đỗ hai màu trắng đen. Các mấy chị thích phòng nào cho em màu đỏ kèm sổ giúp em luôn nha mọi người nha. Trời bọn này dễ thương lắm mọi người. Cái viền của nó mấy chị nó đi nguyên một cái viền cổ luôn, rất là đẹp luôn mấy chị. Rất là đẹp luôn á, đây. 40 ngàn, à lấy chút em. 45 ngàn chứ. Nga Hồng áo trắng có rồi. Rồi trắng đen giùm em hai màu cho chị Như ơi. Áo đen, áo trắng đen hai màu đi. Em lên màu nào đây ta? Em lên cho là chế màu trắng nha. Trắng và đen giùm em chị. Siêu cute luôn. Chết luôn chị. 45 ngàn nha khách ơi. Phương Vinh Do lấy hai màu trắng đen 45 nè. Mẫu này siêu đẹp luôn á. Chị Yến Trần ơi, chân máy không hết hàng rồi, xử lý hết trơn rồi, để về được ít lắm. Trên xưởng về được ít lắm, là em bán được ít lắm. Hết hàng luôn rồi chứ. Rồi em lên Dior mấy chú ơi, áo Dior này dễ thương lắm luôn á. 45 ngàn một áo cho em thôi nha mọi người nha. Áo Dior, anh Lê ơi. Dạo này sao mấy bà gái mới nhập combo rip vậy? Thiệt luôn, cái combo rip này đẹp cũng xỉu luôn vậy đó trời, chứ thích mẹ mày à. Cô nhìn Dior có hai màu trắng đen rồi cục cơm. Rồi áo còn hai màu trắng đen giùm em á chị. Lẻ 45, xỉ 45 giùm em. Có lộn xỉ, xỉ 35, lẻ 45. Hai màu đen trắng nha khách. Tiêu xâm luôn. Phương Vinh Dương mua hàng cho chị lại xuống thoại luôn. Phương Vinh Dương ơi. Đây. Thích màu nào cho màu đỏ luôn. Cái này vải là nó hàng không mua riết mấy chị. Mấy chị nhìn thấy nó nhỏ thôi nhưng mà nhỏ nó có vỏ. Nhưng mà nó coi vậy thoải mái lắm mấy chị thấy không. Mình kéo lên, kéo xuống, kéo ngang, kéo dọc gì nó cũng đẹp hết trơn á. Ồ, nói chung là vải không mua riết là mua về mặc rất là ân luôn. Chờ chân váy bữa giờ, bữa nay có mẫu rồi chị ơi. Chân váy còn đúng một mẫu duy nhất luôn á. Quần 1m40 Ruby Trang 40 ngàn 1m55. Nặng 60kg không vừa. Áo đen cho Đông Dương Hải Okela. Mua hàng nhớ chia sẻ livestream cho em mấy bà nha. Trời bữa nay hàng ít đó nên cũng không kêu gọi mấy bà chia sẻ livestream luôn á. Rồi áo hai màu trắng đen em còn mấy cái mấy chị. Trời ơi cái mẫu Dior này đúng đẹp luôn á. Bữa hôm có về một cái lô Chanel rồi. Bữa nay về cái mẫu Dior. Xin miên man nha, xin miên man nha mấy bà nha. Hàng vải thun burip. Thun burip là chị nào mà mua là âm à. Em nói thiệt luôn, ai mà cầm cái thun burip lên là xin lắm. Hết rồi em ơi. Chị hết cái mẫu đó rồi, chị biết cái mẫu đó luôn rồi. Nhưng mà chị hết rồi, hạnh lê nè. Rồi còn một cái đang mặc cuối cùng hết. Một cái đang mặc cuối cùng thì em lại hết luôn. Màu trắng đang mặc. Quần chị đang mặc hết rồi. Phải nói là chị giờ chị bận chị thử đồ nhiều quá à. Nên là chị không có dám chốt mấy gái nha. Bộ đen để chốt cho anh. Bộ đen. Bộ hoa cúc đen để chị kia chị lấy á. Tao cho bỏ bên đây chị kia á. Bộ con bé gì đó nó không lấy đúng không. Có một cái chị Xu Trần. Quần đang mặc gì hết rồi. Nó nghe là mấy chị em đang sẵn cái mặt quần em lên cái áo này luôn cho khách luôn. Áo này rất là đẹp luôn mọi người. Nó nghe là áo này trong mặt đang mặc toàn một cái trắng là các bà nào hốt luôn giùm tôi quá trời. Trời bữa đây bán hàng năng mệt chứ không á. Mẹ nó yếu á. Tôi lên được khoảng chừng
70 mấy người, 70 mấy 80 người là tự nó giam ra. Tự nó chơi mini game không được luôn mấy bà. Không biết bị gì nữa, chỗ này cái bụng nó bự ghê luôn, bụng bụng cấp luôn rồi. Qua tuần là hết mặt cho quần rin luôn, đã chờ quần rin chắc dơ lên luôn quá. Rồi lên áo giùm em. Đó, xỉ 30 lẻ 45 ngàn, áo cổ V theo, đó, theo một cái dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Sao Huỳnh hàng đi chưa thanh chắc chưa quá. Đi rồi chị sao Huỳnh ơi. Rồi lên áo chữ theo cổ V giùm em mấy chị, trời cái mẫu này đúng dễ thương luôn đấy bà. Áo là dáng dài giùm em nha, xỉ 30 lẻ 40. Và em lên màu với bà ơi, em có màu vàng, màu đen, màu hồng, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu hồng. Ai thích màu nào cho em màu đỏ kèm số nha, 40 ngàn mấy chị ơi. Vàng, đen, hồng, rêu, đỏ, trắng, ha. Lên form mấy chị. Áo đồ cho Trần Công Lưu nãy là dễ thương xịn luôn á trời. Áo đen cho Nguyễn Độ Kỳ Duyên. 30. Có chị luôn hả chị? Là sao vậy bà? Mánh gì vậy trời? Có chồng luôn rồi má ơi. Biết rồi. Má cầu con gái mà không ra nội con gái nữa ba ơi. Biết trai hay gái chứ chị, biết rồi. Buồn xỉu. Ước gì được con gái đầu lòng áo 40. Đủ màu không hầm với phương đỏ. Ai mê thì mê chứ thiệt á. Biết có xanh với đỏ không nữa nè. Đủ không trắng hả? Mạnh lên. Đủ không trắng còn 3. Xanh xanh với đỏ hết luôn. Áo chịu theo màu vàng cho xanh khôi luôn. Xanh đỏ hết hàng rồi. Rồi còn có 2 màu à. Còn có 2 màu cho nó tụi cơm nha. Vàng, trắng với lại màu, màu hồng. Trắng với hồng. Bà Đăng thôi dạo này không có bán hàng nữa sao? Không lấy bán hàng không lấy hàng cho em vậy trời. Buồn ghê đa. Hai bạn thích màu đen. Áo đen Nguyễn Độ Kỳ Duyên có rồi. Em còn trắng và hồng thôi. Di da đủ không hồng. Còn có 2 cái trắng có lấy không? Nè còn có 2 cái trắng nè. Rồi còn cái hồng. Cái hồng đẹp muốn xỉu luôn các bà ơi. Hồng này hồng đất nè. Xinh muốn ngất ngay luôn. Không lấy hồng. Trần Công Lưu hết trắng. Còn hồng. Nè áo này cho ai luôn đi anh. Leo đủ khoảng 3 à. Cảm ơn trẻ quá. Hàn Nguyễn mấy hồng. Còn cái hồng ai hốt luôn không? Hàn Nguyễn còn trắng còn hồng này cho Hàn Nguyễn đi. Trắng luôn. Ừ. Hàn Nguyễn có trắng có hồng luôn. Ê bà lấy màu gì vậy? Hai bạn có trắng luôn. Hai bạn có trắng luôn. Rồi còn cái hồng à. Như kia kìa. Hai bạn có trắng thì đẹp luôn nè. Rồi. Còn có hồng đang mặc thôi hết luôn. Xanh đỏ hết rồi. Ừ. Đó là thằng cu rồi mày ơi. Một hồng chạm lên cái cuối. Ok la. Rồi lên sách bộ. Anh Nguyễn lấy màu gì vậy? Lấy hồng hay lấy trắng gì cục cơm? Lấy hồng lấy trắng nè. Các bạn lấy hồng đi. Bỏ cái trắng ở đây qua bên Trần Công Lưu đi. Rồi. Xếp bộ tầng. Xếp bộ tầng nha. Đây quần ống rộng. Quần ống rộng. Đây xỉ nhiêu quá mất tiêu rồi. Xỉ 38 đó chị. Nguyên xếp luôn xỉ 38 lẻ 50 ngàn. Em có màu trắng là có đi vào được nhiều màu. Bữa không có về có một màu trắng à. Màu trắng màu. Áo đang mặc hết mất tiêu rồi. Đi cho Vương Gia Hân đi. Áo đang mặc đủ không rêu cho Vương Gia Hân. Áo đang mặc đủ màu cho Cẩm Thiều. Rồi dọn cho hai bạn đã đi. Rồi lên xếp bộ. Màu hồng, màu có lộ màu xanh. Cảy rồi chốt rồi. Hạnh lên chốt hồng cho em rồi đó. Chốt hồng rồi đó.
lấy cân tùm banh là hết đỏ rồi, còn xanh, còn hồng, còn vàng, xanh, hồng, vàng, trắng, nhóm là xanh, hồng, vàng, trắng, xanh, hồng, vàng, trắng và xám. Rồi, lên bộ này giùm em luôn. Bộ này đẹp lắm nhớ bạn dễ nha, thích phòng nào cái màu đỏ luôn. Nguyên xếp xỉ 38 lẻ 50 ngàn. Ok, Vương cho Hân. Chứ mới chạy chứ giờ hết rồi. Hạnh Nguyễn lấy sách trắng một cái la mẹ bữa nay có về màu vàng nữa mấy chị, nay cái vàng cái mặt là nhiều màu lắm. 55 Hạnh Nguyễn rồi. À lấy áo phải không? Phương Đỗ lấy xanh vàng hồng. Ờ xanh vàng hồng Phương Đỗ 38 nè. Ừ chị hiểu rồi, chị hiểu rồi, chị bỏ ra rồi nha. Rồi em có màu trắng, màu vàng, màu đen, màu hồng. Rồi trắng vàng đen hồng mấy gái ơi, lên phơm. Là sao vậy? Lấy xếp đang cầm á hả phải không? Em lấy bộ đang cầm áo trắng nha. Ok. Bình Huyền Trang. Bình Huyền Trang có đơn chưa? Bình Huyền Trang đơn đi rồi. Cái này của ai vậy không? Áo của ai? Mấy giờ? Này áo hồng nè. Xếp bộ vàng dùng đơn. Nguyệt Nguyễn ok chứ nè. Thanh Thanh Thôi Lương. Mai xong cái rồi. Xong chiếc nữa đi. Nghề dữ lắm rồi. Cái gì? Bộ đang mặc 55 xét đủ màu không sáng chỉ yếu trần. Còn 3 xét chỉ yếu trần luôn. Hoàng Thùy Trang. Hoàng Thùy Trang đơn đi rồi nha em. Đơn đi rồi có lấy không? Hoàng Thùy Trang đơn đi rồi có lấy không bé? Rồi còn màu sáng nữa hết. Áo chị mặc bữa sau Phương Vinh Giòn ơi, ngày mai mới có hàng thêm em yêu giờ hết. Áo chị mặc bữa sau mới có hàng, còn sách sản mà mấy bà ơi. Mấy đâu em đi. Trời ơi, em mệt quá. Áo đang mặc bữa sau mới có hàng cục cưng ơi. Dứt, 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 dứt. Chơi. Chơi, chơi. Chơi. Đã sớm xíu được không? Em xíu nha. Ok ok. Rồi lên đầm hoa. Chắc chắc. Ly Nguyễn Trang hết sách chị đâu trẻ. Bạn trẻ quá không? Có gì đâu rồi. Phương Đỗ ok, có lẽ chị chốt cho. Ok, Hoàng Thùy Trang chốt rồi em yêu. Mấy gì nữa bà ơi. Bình thường là 3G là coi được á. Chị đăng ký 3G đó. Không, Hương Quỳnh ơi, áo dây ba lỗ chị hết rồi. Chị đăng này còn ra còn hoài trời. Rồi nên đập hoa giùm em mấy chị ơi. Đầm hoa giùm em nhớ bà gái nha, em còn màu nữa bà. Rồi em còn màu hồng, màu vàng, màu đen. Rồi cái đầm hoa này còn hoài luôn á. Đầm hoa 75 ngàn giùm em nhớ bà chế nha. Em còn vàng, còn hồng, còn đen giùm em ấy chứ ơi. Còn nếu lấy màu nào cái màu đỏ kèm sổ giùm em luôn á chị ơi. Mẫu này là bao nhiêu luôn chứ bà chế luôn á. Rồi còn 3 màu. Rồi lên đầm hoa giùm em luôn là mấy chiếc đẹp nè. Rồi like mẫu cuối này em sale hàng luôn. Hết mẫu rồi đó. Rồi lên hàng
sale cho bà chế là sale gái sập sàn sập sần luôn. Còn em cũng không có hàng nữa đúng không? Để sale có không? Có lắm. Tên gì? Con nào vậy? Tao đưa hàng nó coi có gì vậy? Rồi lên nằm mắc xi giùm em. Nè. Cái phương 3. Rồi cái mẫu này giùm em luôn nè, bác chị nào 75 luôn nha mọi người nha, khả nơ. Trời ơi trời, đất mẹ quỷ thần ơi, bà con nó mua hàng cứ chán ghê không? Rồi ngồi xuống xe với bà cho. Trời ơi, đang tính nhắn tin cho cưng á. Chị giữ hết tuần này thôi, thứ hai tuần sau nhớ vô lựa giùm chị nghe bé. Trời ơi, mày bỏ chị bỏ gì đâu, chị cũng buồn nữa nè. Bán lại chưa? Thôi đi nghĩa bán lại chưa? Ừ. Sao bên chị cũng like bình thường mà ta? Chị vẫn like bình thường luôn á. Canh cái giờ nào mà nó cho like được á, cũng điên điên cũng khủng mà giờ thì kể nó chứ sao giờ, ráng cho nó hết dịch đi chứ giờ sao giờ. Rồi lên mã hoa đó chứ ơi, đầm hoa cục nơ giùm em nè. Ừ, chị like có 50 người đây, mấy bà dễ thương chưa, đầm hoa cục nơ nhớ bà dễ nha, siêu xinh luôn. Maxibon này em còn được 1, 2, 3. Rồi còn được 5 cái 5 màu. Còn được 5 cái 5 màu giùm em luôn các bà ơi. Chỗ cái đầm Maxi này dễ thương quá mấy chị. Maxibon 75.000 giùm em nha. Màu vàng, màu đen, màu vàng hoa đen, màu xanh rêu, màu trắng và màu đỏ giùm em luôn. Ừ, mạng nó yếu quá gái ơi, nó bóp tương tác mà vài bữa nữa là nó lại bình thường trở lại tiếp đó. Cứ vậy ngoài luôn á. 65.000, 60.000 chứ lộn, 60. Ừ à, mấy nay nó tình hình chung em đi quên biết sao giờ. Hết rồi gái ơi, Nguyên Nguyễn ơi, không có gì hết rồi. Khách hỏi cái bộ đó quá trời luôn, đâu có hàng đâu. Bữa hôm tôi quăng vô cho sỉ, mấy bà sỉ đâu chịu lấy, tôi quăng vô xong đầu về bán đắt quá mà. Ừ, bữa nay cái mẫu đó hết hàng rồi, sỉ lấy hết trơn rồi. Vô lấy nguyên một cái ri mẫu đó luôn, hết luôn, sạch luôn rồi bé ơi. Tiếp nha. Từ từ mình tận đi, từ từ sẽ được thôi. Vậy thôi đáng lựa tới thứ hai giùm chị đi. Thứ hai dán vô lựa giùm chị một like nữa đi. Còn không là chị chốt đỏ cái này cho. Ủa, người ta nhớ còn mấy bộ đây nữa mà trời. Trời ơi, chán ghê không. Hàng không có còn bán nữa nè. Nè, bộ vịt này cho Thu Thúy luôn đi bảo. Trời ơi, áo tim nè mấy bà nội ơi. Con nào mà vô lựa lựa nhiều nhiều rồi tao biết rồi bay ơi. Con nào mà vô lựa nhiều nhiều rồi tao biết rồi. Nè mấy bà, áo cổ tim không có hàng mà bán luôn nè. Áo cổ tim 45 giùm em. Đó, áo cổ tim nha mọi người nha. Rồi, vải thun bô rip. Vải thun bô rip 45 ngàn giùm em. À, lấy chốt em nè, thun bô rip màu xanh 45.000. Trời ơi, cái bộ này khách em hỏi quá trời, không có hàng luôn. Anh ơi, đưa cái bộ này cho tôi thấy luôn nè. Quần chỉ viên em còn đủ màu luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, toàn là hàng hot không. Rồi, áo thun tay dài bô rip luôn. Trời ơi, cái này hơi bị đẹp luôn mấy bạn. Sỉ 30 con 55.000 áo đen nha mấy bà chị ơi, 55.000 áo đen. Rồi chân váy 40.000. Chân váy tầng 40 em còn cái. Chân váy tầng 40 em còn cái nè. Nhắn tin không trả lời luôn mà ta. Đây. Rồi ai lấy màu nào cho em màu đỏ kèm số giúp em luôn nha bà chị nha, xinh lắm. Áo đen. Chân váy 40. Đi. Là tới 10 giờ anh nghỉ, 10 giờ anh nghỉ. Nè
nay nó bụng quá trời bụng. Rồi xếp hoa cúc nha mấy chị. Đây, xếp hoa cúc giùm em. Đó, 55.000 còn một bộ màu vàng. Trời ơi, khách hỏi quá trời luôn á trời. Đâu có hàng đâu mà bán đâu. Bộ chó trắng chị hết rồi, Nguyễn Thị Cẩm Thu ơi. Bộ chó trắng chị hết rồi. Dài quần dài em có hồng nó mới chết, có hồng có vàng.
cho chị nha. 80 ngàn một bộ cho em thôi chị yêu ơi. Hàng sale hàng lẻ để em tí xíu luôn. Bộ này siêu xinh mấy à. Rồi tình yêu thích còn nào chứ em màu đỏ. Phương đỏ lấy vàng xanh hai bộ nè. Còn đầm gì nữa không bà? Tôi còn đầm body thôi bà ơi. Áo đơn 2 dây còn. Còn Nguyễn Như ơi, chỉ còn hai màu đen trắng với Nguyễn Như nha. Nè nơ chỉ còn cái nơ này thôi. Ủa cái nơ nào, cái kia đâu phải là nơ đâu, cái kia là cái phay ren mà. Nè, đó nơ, nơ hoa trà chỉ còn hai màu trắng với đen nha cục cân. Nơ hoa trà còn hai màu trắng đen. Đây tôi còn cái body đẹp, body đen đẹp mấy bà ơi. Rồi body đen này sale sống ngu cho mấy chị luôn, body đen. Cái này nhúng này nó có độ co giãn giống chị nha, độ co giãn mấy chị kéo ra, kéo lên cái xuống thảo mái luôn, 60kg mặc vừa vải thun bưu rít. Body đen. Body đen giùm em luôn. Nè áo tay dài nè mấy gái ơi. Áo tay dài em sale cho bà chị là 45.000 luôn. Tay dài dây kéo giùm em nha mọi người nha, hai màu đen kem trắng chứ. Tay dài hai màu kem trắng giùm em. Bộ mũ pyjama quần ngắn chị hết rồi em yêu ơi. À, lên đồ bộ với áo đi chị để nè em yêu ơi. Đây nha. Áo thun bu rít giùm em mấy chị ơi. Thun bu rít hai màu. Màu trắng và màu nâu. Đó. Trắng nâu giùm em nha mấy chị nha, thích màu nào thích màu đỏ luôn. Ơi lỗi luôn cái màu nâu à. Rồi cái màu nâu bị lỗi mấy chị còn trắng không à. Áo dây kéo 45.000. Tay dài trắng chị Yến Trần. Tay dài trắng chị Yến Trần. Em còn một. Áo này trong bé Trần Công Lô mặc một. Tay dài trắng 45.000 2. Em còn 3 4 cái tay dài trắng nha mấy chị. 4 cái tay dài trắng giùm em luôn. Tay mờ quá trời, cứ vào nghe cái cứng mặt chị ta. Đó. Nè, sách bộ này em còn bộ đấy bà. Nè, sách bộ Burberry này em còn bộ, em xe bà chế lúc nào 70.000 luôn. 70.000 nhớ bà chế nha, sách bộ Burberry. Cái quần nó có chạy viền luôn, chị ơi đẹp lắm. Quần nó có chạy viền giùm em luôn, nó bà chế là 70. Rồi lấy bộ 70, chút bộ 70 giùm em luôn nha. Bộ đỏ 70 mấy chị, sale luôn. Trời cái này xỉ 75 mà sale lẻ có 70.000 mấy chứ ơi. Xỉ cho 75.000 rồi đó mấy bà. Sale lẻ 70 nè. Ai lấy chốt em luôn nha. Lẻ 70 kèm số 70.000 màu đỏ. Rồi bộ Quảng Châu em sale cho bà chị 60.000. Bộ Quảng Châu sale luôn 60 nha mấy chị nha. Hàng này hàng cao cấp giúp em mấy bà chị ơi. Hàng cao cấp 60. Em có màu mấy chị, màu vàng, màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Xanh Mickey nè. Xanh Kitty chứ. Phương Vinh Do nằm chị mặc còn được hai màu nè em yêu. Màu đen còn cái lại màu chị đang mặc luôn. Phương Vinh Do ơi. Đó, bộ này dễ thương mấy bà ơi. Bộ này mặc rất là đã luôn mấy bà. Màu bì bông che mặc được luôn. Phơm bụng mấy bà chị. Nè. Đó em có màu xanh đen nha. Xanh đen kích tây. Xanh đen kích tây với lại màu màu hồng. Còn 3 bộ tao quá. Ai lấy chốt em kèm sổ luôn. Đâu rồi. Các bạn xem cái nào đi. Rồi lên tiếp bộ sale giùm em nè mấy chị ơi. Còn đầm hoa rút ngực không bà. Đầm hoa rút ngực là mẫu nào vậy ta? Đầm hoa rút ngực là mẫu nào tôi không nhớ đúng không bà? Mẫu nào vậy trời? Bộ Adidas giùm em mấy chị ơi, sale 75 luôn. Bộ Adidas giùm em nhớ là chế nha, màu màu xám nè. Màu xám xi măng sale 75 ngàn. Rồi ai lấy chốt em luôn, bộ hoa Adidas hàng cao cấp. Hoa Adidas cho em nhớ bạn chế nha, hoàng cao cấp 75.
đó nữa bà. Đây, xếp bộ hoa, xếp bộ hoa vàng giùm em nhớ bà chế nha, rồi sale 75. Bộ hoa vàng quần ống rộng nè, đó 75.000. Hoa vàng ống rộng, bộ màu ghi cho Phương đỏ. Anh lấy cho bị Trang nè. Cứ lên cứ xuống ngoài đâu cũng mất. Ai đó 75 em hết cho chị Anh Thu. Hoa vàng em. Bà còn mẫu đầm hoa nào nữa không? Tôi còn có mẫu rút ngực thôi đó bà. Mẫu mà mẫu rút ngực mà là mẫu 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 cột nơ đó. Trời, cái sơ mi trắng này mấy đứa nó hỏi quá trời luôn, có hàng nè. Sơ mi trắng con ông theo vu xì. Sơ mi trắng con ông theo vu xì giùm em nè, còn cái sale luôn cho mấy chế 50. Ông trắng sơ mi vu xì. Bộ Adidas em hết rồi. Adidas còn bộ nào để coi nè, em còn cái bộ dài nữa bà ơi, hàng cao cấp nè. Trời, cái áo chữ ớt phải đâu ra có hoài luôn. Áo chữ ớt giùm em đó, áo chữ ớt em còn cả này, em sale cho mấy chị luôn 35.000. Áo nơ nó cho mấy không, áo nơ nó cho buôn cho hơn. Còn kia là gì vậy? Rồi, bộ Kevin Lee nè mấy chị, sale 75 luôn nè. Đó, cũng là màu xám luôn. Rồi, cái này là hàng thêu hết toàn bộ luôn nha mấy chị đẹp nha. Rồi, ai lấy giúp em luôn. Sáng thêu kèm số. Sáng thêu kèm số giùm em nha mấy chị. Áo chữ ớt cho anh Thu 35. Sao không? 75, 70 chứ lộn. Áo rách ngực 35 màu đỏ. Nè mấy chị thấy không, cái ngực nó rách nè. Dễ thương lắm luôn, mẫu này mặc bao xinh nè. Đó, rách ngực màu đỏ, rách ngực đỏ 75.000. Rồi, áo hoa màu hồng giùm em mấy chị ơi. Áo hoa hồng 50. Áo hoa hồng 50 giùm em luôn. Nè, áo này của gì vậy? Phạm Kiều nè. Mấy cái hàng này em sao đi sao tới sao luôn hoài luôn, chán ghê luôn á. Không ai lấy mà đi luôn cho em đi. Rồi, rồi sơ mi cái môi, sơ mi cái môi nhưng mà dễ nha, 50 nè. Ủa cái bạn này quên like luôn á. Sơ mi cái môi 50. Rồi, bộ Kevin Lee nha chị, cho chị Nga Trần ok. Áo chữ G. Áo chữ G này ngày hôm qua ai lấy gì trời không nhớ luôn. Áo chữ G màu kem. Áo chữ G màu kem em 45.000. Hai bộ kem ly rồi đó. Cho chị Nga chờ. Sáng theo cho chị Thanh Phôi luôn. Sáng theo cho chị Thanh Phôi luôn. Hả? Nga chờ lên xin hỏi giùm em. Anh Thông chốt rồi em. Nè em còn cái đầm ngọc trai nè, mấy cục cơm ơi. Cái gì? Ủa anh Thông không có bộ. Anh Thơ có áo nha em ơi. Anh Thơ có áo nha em nhiêu. Nè cái đầm ngọc cường nè mấy chị, cái đầm cường chai trên tay nè em còn cả 75 nè. Ủa lấy cái này nữa tao qua cái anh chồng trái màu đen cho. Phòng mẫu body. Hoa vàng ống, quần ống 75. Còn mẫu body hoa vàng đã nào trời. Trời, body hoa vàng là mẫu nào em không nhớ trời. Rồi đầm hoa. Đầm hoa màu đen kèm sổ giúp em. Hoa đen kèm sổ nè. Mấy khách quen. Rồi khoác giờ nè em còn cái em xe cho mấy chị 65. Khoác giờ nè em 65. Rồi áo chữ theo 35. Áo chữ theo 35. Ok chết không chồng cái số điện thoại. Trời ơi cái bộ này có 70.000. Bán hoài luôn. Đây bộ quần dài. Bộ quần dài cho men đó mấy chị nè. Đây bộ quần dài nha. Dễ thương lắm. Bộ quần dài cho men luôn mấy chị ơi.
Rồi mẫu này nhà em xỉ bao nhiêu ta? Mẫu này em sẽ mẫu này 75.000, em sẽ giá chế 70 còn 1. 70 còn 1. Cô đổ lấy áo nè. 70 còn 1 giùm em nha. À lấy chốt em luôn bộ 70. Bộ 70 kèm số giúp em nha mấy bạn, còn có một cái 1 thôi. Ký mấy chị ơi, chữ ký màu xám 75, chữ ký màu xám 75 nè mấy chị nè, chữ dễ thương quá đó, chữ ký màu xám 75 giùm em nha mấy con ơi, chữ ký xám 75 nè. Em còn cái Adidas màu xám nè mấy bà, em còn một mẫu Adidas màu xám nè mọi người ơi. Xếp Adidas màu xám nè mấy chị, chạy viền đằng sau luôn nè. Đó 75 ngàn luôn. Adidas màu xám chạy viền đằng sau 75 nha mấy cưng. Đó ai lấy chốt em luôn. Adidas chạy viền 75. Bộ chữ ký cho Hoài Bảo. Bộ chữ ký cho Hoài Bảo ha. Lấy dùm cho em đi đó. Đây nè, đây nè. Nhiều.